Một chiếc Mercedes-Benz S600 đang trên đường chạy đến khu biệt thự đàn cung, trong ô tô, Nạp Lan Trường Sinh mang theo vài phần lo lắng, dường như hắn sợ Bùi Đông Lai sẽ không nhận lời xin lỗi của Nạp Lan Minh Châu, mà ở một bên, Nạp Lan Minh Châu lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì lần này đến xin lỗi cho nên Nạp Lan Trường Sinh chỉ mang theo một mình A Cửu. Tiểu vương gia, phía trước có người chặn đường. Đột nhiên, ngồi ở vị trí lái xe, A Cửu thấy ở phía trước có một bóng người cho nên để xe đi từ từ lại. Nghe được A Cửu nói vậy, Nạp Lan Trường Sinh liền căng thẳng, vội vàng nhìn về phía trước. Hắn chỉ thấy phía trước là một bóng người lờ mờ, sau đó, khoảng cách dần dần được rút ngắn, Nạp Lan Trường Sinh thấy rõ người chặn đường ở phía trước, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bùi Vũ Phu. A Cửu cũng nhìn thấy người chặn đường là Bùi Vũ Phu cho nên hô to. Sau đó, theo bản năng A Cửu dậm vào phanh xe. Kít. Khi xe dừng lại, Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Minh Châu cùng A Cửu, ba người đều trợn tròn mắt mà nhìn Bùi Vũ Phu đứng ở trước, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nương theo ánh đèn, bọn hắn có thể thấy được Bùi Vũ Phu vẫn như lúc trước vẫn ăn mặc lôi thôi, trên miệng vẫn ngậm một điếu thuốc lá rẻ tiền. Hô. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Bùi Vũ Phu, Nạp Lan Trường Sinh không nhịn được mà khẩn trương, sau đó hắn thở ra một hơi, cắn răng làm ra quyết định. Xuống xe. Nghe được mệnh lệnh của Nạp Lan Trường Sinh, A Cửu không nói hai lời, vội vàng bước xuống xe rồi đi ra sau mở cửa cho Nạp Lan Trường Sinh và Nạp Lan Minh Châu. Cửa xe được mở ra, Nạp Lan Trường Sinh đi xuống xe, sau đó quay đầu nhìn Nạp Lan Minh Châu, nói. Minh Châu, con đi theo cha. Vâng. Nạp Lan Minh Châu máy móc đáp một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Bùi Vũ Phu, vẻ mặt vô cùng quái dị. Ở phía trước, Bùi Vũ Phu thấy sắc mặt Nạp Lan Trường Sinh phức tạp, bước chân có vẻ run rẩy mà dẫn theo Nạp Lan Minh Châu đi tới, Bùi Vũ Phu chỉ lặng lặng đứng đợi. Khoảng cách chưa đến 100 mét đối với Nạp Lan Trường Sinh giống như là khoảng cách từ địa cầu đến mặt trăng, chờ khi hắn bước đến trước người Bùi Vũ Phu thì hai chân hắn có chút run rẩy, hơn nữa mồ trên trán lại tuôn như mưa. So ra mà nói thì Nạp Lan Minh Châu lại tương đối bình tĩnh hơn. Vũ Phu. Cách Bùi Vũ Phu khoảng 5 mét thì Nạp Lan Trường Sinh dừng lại, hắn không lau mồ hôi ở trên trán mà là cúi người chào Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Phu không có để ý đến Nạp Lan Trường Sinh mà là ánh mắt nhìn thoáng qua Nạp Lan Minh Châu, ánh mắt không sắc bén mà làm cho người ta có cảm giác ôn hòa. Minh Châu, quỳ xuống. Mắt thấy Bùi Vũ Phu nhìn về phía Nạp Lan Minh Châu thì trong lòng Nạp Lan Trường Sinh liền căng thẳng, lập tức hắn liền kéo tay áo của Nạp Lan Minh Châu. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Minh Châu liền im lặng quỳ xuống đất, nói. Bùi thúc thúc, cháu cùng cha cháu đến đây là để xin lỗi với thúc và Bùi Đông Lai. Trước kia là cháu có mắt mà không thấy Thái Sơn, trên thực tế là cháu không xứng đáng với Bùi Đông Lai. Xác thực cháu cùng với Nạp Lan gia chỉ là một con cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga. Hy vọng Bùi thúc thúc có thể rộng lòng tha thứ cho hành động của cháu. Vũ Phu, Nạp Lan gia xin lỗi người của Bùi gia, sau này người của Nạp Lan gia sẽ không tiếp tục vong ân bội nghĩa nữa, xin anh hãy mở lòng từ bi. Nạp Lan Minh Châu nói xong, Nạp Lan Trường Sinh vội vàng nhận sai, sau đó hắn cúi người 90 độ, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán hắn chảy xuống. Nạp Lan nha đầu, ta biết trong lòng các người cũng không muốn đến tìm Đông Lai để xin lỗi, ngược lại cô rất mong thấy được cảnh Đông Lai sẽ thua trong tay người của Diệp gia, đúng không? Bùi Vũ Phu nhìn vào Nạp Lan Minh Châu, mỉm cười hỏi. Lộp bộp, lời nói của Bùi Vũ Phu khiến cho trong lòng Nạp Lan Trường Sinh nhảy loạn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu giống như là bị người khác nhìn thấu nội tâm, vẻ mặt tái nhợt, không biết làm sao. Kỳ thật. Điểm này, không riêng gì ta mà ngay cả Đông Lai cũng biết. Bùi Vũ Phu không đợi Nạp Lan Minh Châu mở miệng, nói thêm. Tương lai không xa, sự thật sẽ cho mọi người có một câu trả lời thuyết phục. Nạp Lan Trường Sinh, tục ngữ có câu quá tam ba bận, cha con ta đã cho các ông hai cơ hội, nhưng mà các ông lại không nắm lấy trong tay. Khi nói chuyện, ánh mắt của Bùi Vũ Phu nhìn về phía Nạp Lan Trường Sinh. Phù phù. Nạp Lan Trường Sinh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vũ Phu, mong anh niệm tình chúng ta là sư huynh đệ đồng môn mà thả cho Nạp Lan ra một con đường sống. Việc này ta không làm chủ được. Bùi Vũ Phu nghiêm mặt nói. Nhân sinh của Bùi Đông Lai do nó làm chủ. Hô,
Hô! Nghe Bùi Vũ Phu nói thế, Nạp Lan Trường Sinh vốn là ngẩn ra, sau đó hơi thở của hắn trở nên dồn dập, hắn muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng mà một chữ cũng không nói được. Trong màn đêm, mồ hôi hắn tuôn như mưa. Còn về phần Nạp Lan Minh Châu thì không dám hồ ngôn loạn ngữ, mà là thành thật quỳ ở dưới đất. Bùi Vũ Phu thấy thế, không có nói cái gì nữa, mà là xoay người rời đi. Trong phút chốc, Bùi Vũ Phu liền tiến vào đêm tối, biến mất trong tầm mắt của ba người Nạp Lan Trường Sinh. Trên đường lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở hổn hển của Nạp Lan Trường Sinh. Cha.CSA Thấy Nạp Lan Trường Sinh giống như là bị choáng váng, vẫn không nhúc nhích nhìn vào phương hướng Bùi Vũ Phu rời đi thì Nạp Lan Minh Châu không nhịn được mà lên tiếng. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu, Nạp Lan Trường Sinh nhịn không được nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch. Thân là sư huynh của Bùi Vũ Phu thì hắn biết được Bùi Vũ Phu. Ở hắn xem ra, ngay cả Bùi Vũ Phu cũng không có mở miệng nói buông tha cho Nạp Lan gia, thì lấy thủ đoạn âm tàn của Bùi Đông Lai không nói cũng có thể biết kết quả của Nạp Lan gia. Trong lòng hiểu được điều này, Nạp Lan Trường Sinh không đợi Nạp Lan Minh Châu mở miệng, cả người mệt mỏi, nói. Đi về. Đối với Nạp Lan Minh Châu mà nói, sở dĩ nàng đến xin lỗi Bùi Đông Lai chỉ là lo lắng đến tương lai của Nạp Lan gia. Hiện giờ nghe Nạp Lan Trường Sinh nói trở về thì nàng không có chút phản đối nào, âm thầm thở nhẹ một hơi. Cha, nếu Bùi gia muốn diệt sạch thì chúng ta cùng bọn hắn cá chết rách lưới. Sau khi đứng dậy, vẻ mặt Nạp Lan Minh Châu đầy hận ý nói. Hai, Nạp Lan Trường Sinh khe khẽ thở dài, yên lặng đi vào ô tô. Nếu Nạp Lan gia có thực lực đối phó với Bùi gia thì hắn cần phải ăn nói khép nép như thế này sao? Một phút sau. Trong Mercedes-Benz S600, Nạp Lan Trường Sinh ở một bên hút thuốc, còn Nạp Lan Minh Châu thì vẻ mặt âm trầm, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trong bóng đêm, cô độc phong ảnh nhìn chiếc Mercedes-Benz S600 rời đi, khóe miệng nở nụ cười. 20 năm trước, bởi vì hắn biết Diệp gia sẽ ra tay ông cho nên lựa chọn thờ ơ đứng ở bên ngoài hơn nữa lại còn âm thầm ném đá xuống giếng. 20 năm sau, hắn lại xem ông là hoa cúc của ngày xưa. Điều này thật là ngu xuẩn. So ra mà nói, con gái của hắn quả thật là dại dột hết thuốc chữa. Theo ta thấy, nếu để con gái hắn gả cho con trai ông thì quả thật đối với con ông là một điều sỉ nhục. Bùi Vũ Phu cười, hắn rất thích người khác thổi phồng con trai của hắn. Vũ Phu, ông vẫn nhớ tình cũ à? So với con của ông thì ông lại nhân từ hơn nhiều. Thấy Bùi Vũ Phu cười, CDPA mang theo vài phần tò mò hỏi. Vũ Phu, cá nhân ta cho rằng con ông sẽ không bỏ qua Nạp Lan gia. Nếu con ông muốn động thủ, ông sẽ không bởi vì nhớ tình cũ mà ngăn cản sao? Ta nói rồi, nhân sinh của hắn do hắn làm chủ. Bùi Vũ Phu phun ra một ngụm khói, cười. Nó muốn tự bản thân mình quang minh chính đại bước vào cánh cửa của Tần gia, ta sẽ không phản đối chỉ ủng hộ nó. Nếu nó muốn khai đao với Nạp Lan gia, ta cũng vẫn như thế. Ông đúng là dụng tâm lương khổ a. Cô độc phong ảnh nhìn không được mà cảm thán, hắn biết Bùi Vũ Phu không ra mặt làm chỗ dựa cho Bùi Đông Lai là muốn Bùi Đông Lai tôi luyện. Hơn nữa, khi Bùi Đông Lai quang minh chính đại bước vào Tần gia thì căn bản không có kẻ nào không tâm phục khẩu phục cả. Đối với mọi chuyện, Bùi Đông Lai cũng không biết. Lúc này ô tô của Bùi Đông Lai đã tới biệt thự Đàn Cung. Đông Lai ca. Cửa biệt thự, Đông Phương Lãnh Vũ sớm đã đợi lâu thấy Bùi Đông Lai xuống xe thì vội ra nghênh đón. Bùi tiên sinh. Cùng lúc đó, bốn gã bảo tiêu liền chào hỏi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai mỉm cười nhìn bốn gã, sau đó hắn nắm lấy vai của Đông Phương Lãnh Vũ, nói. Đang êm đẹp như thế này, tiểu cô của chú muốn gọi ca đến dùng cơm để làm gì? Hàng năm, sau khi đi cúng tế cha ta thì tiểu cô liền đền bù cho ta một bữa tiệc sinh nhật. Đông Phương Lãnh Vũ mang theo vài phần ảm đạm nói, sau đó hắn liền tươi cười. Còn nữa, tiểu cô muốn cảm ơn ca nữa đấy. Bùi Đông Lai vuốt đầu Đông Phương Lãnh Vũ một cái rồi không nói gì thêm. Nhật xuất Đông Lai, ca thật đáng giá a, để chúng ta nhiều ngươi chờ lâu như vậy. Mắt thấy Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ đi vào thì tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi liền từ trên ghế salon xoay người lại, hừ hừ nói. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt, sau khi tan học hắn liền vội chạy đến đây a. Đông Lai. Không đợi Bùi Đông Lai trả lời, Liễu Nguyệt đang buộc tạp dề từ phòng bếp đi ra,
cười cười, cùng Bùi Đông Lai chào hỏi. Liễu tỷ. Bùi Đông Lai cười cười cũng không nhìn tiểu ma nữ. Đông Lai đã trở lại rồi, lập tức dọn cơm thôi. Liễu Nguyệt nói. Tiểu Vũ, con cùng Uyển Nhi đến bưng thức ăn. Mẹ, con còn chưa rửa tay mà. Nói xong, tiểu ma nữ liền nhảy xuống đất, sau đó làm mặt quỷ với Bùi Đông Lai rồi đi vào phòng vệ sinh. Thấy như vậy một màn, Liễu Nguyệt cùng Bùi Đông Lai đều là bị chọc cười. 10 phút sau, Liễu Nguyệt đem món cá chiên để lên bàn, buổi tối chính thức được bắt đầu. Nhìn bữa cơm trên bàn, Bùi Đông Lai âm thầm cảm thán tay nghề nấu cơm của Liễu Nguyệt, đồng thời cũng hiểu được Liễu Nguyệt không thích hợp làm cường nhân, thích hợp làm bà chủ trong gia đình. Ly thứ nhất là chúc mừng sinh nhật của Tiểu Vũ. Liễu Nguyệt tự mình rót rượu rồi nâng ly. Mẹ, mọi người đều uống rượu sao con lại không được, điều này không công bằng. Tiểu ma nữ vênh cái miệng nhỏ nhắn. Con cũng muốn uống rượu. Uyển Nhi còn nhỏ, không thể uống rượu. Bùi Đông Lai nói. Tiểu ma nữ vênh cái miệng nhỉ, tức giận liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái, nâng ngực lên. Con mắt nào ca thấy ta nhỏ? Ta nhỏ ở chỗ nào? Bùi Đông Lai rất muốn nói là Uyển Nhi nhỏ toàn thân, chỗ nào cũng nhỏ cả. Được rồi, chỉ cho uống một chút. Liễu Nguyệt thấy tiểu ma nữ lại bắt đầu, khi dễ, Bùi Đông Lai, đành phải cười khổ dàn xếp. Nghe được Liễu Nguyệt nói thế tiểu ma nữ đắc ý nhìn Bùi Đông Lai mà thè lưỡi một cái. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Cạn ly. Sau khi tiểu ma nữ rót một ly rượu thì Liễu Nguyệt đề nghị nâng chén. Cong. Tiếng ly rượu đụng vào nhau, Bùi Đông Lai, Liễu Nguyệt và Đông Phương Lãnh Vũ là ba người ngẩng cổ lên, đem toàn bộ rượu đổ vào trong miệng. Tiểu ma nữ thấy vậy cũng bắt trước. Sau khi uống xong một ly rượu, ba người Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ và Bùi Đông Lai cũng không có phản ứng gì mà khuôn mặt tiểu ma nữ bắt đầu hồng hồng. Uyển Nhi, được rồi, uống cái này đi. Liễu Nguyệt thấy thế vội hoảng sợ, vội vàng rót cho tiểu ma nữ một ly nước trái cây, rồi rót cho mình, Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ mỗi người một ly rượu. Sau khi uống hết nửa ly rượu thì tiểu ma nữ có cảm giác muốn ngất đi cho nên không tiếp tục cậy mạnh nữa. Đông Lai, ly thứ hai là để cảm ơn cậu. Liễu tỷ, khách khí. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, lại bưng ly rượu lên chạm cốc. Sau khi uống hai ly, dưới sự đề nghị của Liễu Nguyệt thì bốn người bắt đầu động đũa. Mẹ, uống hoài cũng không có ý nghĩa, không bằng chúng ta chơi trò chơi đi. Sau khi rượu qua tam tuần, đồ ăn qua ngũ vị. Tiểu ma nữ liền đề nghị. Tốt, chơi trò gì? Bởi tâm tình tốt cho nên Liễu Nguyệt liền đồng ý đề nghị của tiểu ma nữ. Kéo, búa, bao thôi. Mặt của tiểu ma nữ đỏ lên, chớp chớp đôi mắt. Ai thua thì uống rượu, nếu không uống được thì phải biểu diễn tiết mục. Nghe tiểu ma nữ nói thế, Liễu Nguyệt liền dở khóc dở cười nhìn về phía Bùi Đông Lai, trưng cầu ý kiến Bùi Đông Lai. Thấy được ánh mắt Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai cười cười, ý bảo cứ làm. Nhật xuất Đông Lai, ca đến trước, chúng ta ba người cùng chơi một lần nha. Tiểu ma nữ giống như là đã thực hiện được âm mưu, lộ ra nụ cười xấu xa. Được. Thấy mọi người đều có hứng như vậy thì Bùi Đông Lai cũng đồng ý. Búa, kéo, bao. Tiểu Vũ ca ca, ca chơi tệ quá. Mắt thấy ván đầu tiên, Bùi Đông Lai dùng kéo thắng bao của Đông Phương Lãnh Vũ thì tiểu ma nữ liền thù hận mà nói. Nói rất đúng, em có thể thắng được không mà nói anh. Đông Phương Lãnh Vũ bĩu môi, bưng ly rượu lên, uống sạch một hơi. Nhật xuất Đông Lai, chúng ta chơi. Tiểu ma nữ đã bị kích thích, trực tiếp đứng lên khiêu chiến với Bùi Đông Lai. Búa, kéo, bao. Sau đó, Bùi Đông Lai ra búa mà tiểu ma nữ lại ra bao, hơn nữa còn chơi ăn gian, đợi Bùi Đông Lai ra xong rồi thì nàng mới ra. Cái này, không tính, là ta ra chậm. Tiểu ma nữ đúng lý hợp tình nói. Nghe tiểu ma nữ nói thế, Bùi Đông Lai liền hết nói. Còn Liễu Nguyệt thì bị chọc cười. Được rồi, búa, kéo, bao. Bùi Đông Lai cùng tiểu ma nữ chơi lại, vẫn như cũ, lần này Bùi Đông Lai ra búa mà tiểu ma nữ vẫn ra kéo. Ha ha! Thấy một màn như vậy, Đông Phương Lãnh Vũ liền cười to. Tiểu ma nữ tức giận đến quyệt quyệt miệng. Không phải chỉ là một ly rượu thôi, ợ. Không đợi tiểu ma nữ nói hết, đột nhiên nàng ợ một cái. Sau đó, nàng sờ sờ cái bụng, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, nói.
Vì muốn điều chỉnh lại không khí, em sẽ không uống nữa, sẽ biểu diễn một tiết mục. Ok. Bùi Đông Lai thấy tiểu ma nữ đùa giỡn, nổi lên khôn vặt, dở khóc dở cười. Hừ. Tiểu ma nữ tức giận trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, sau đó đi đến trước mặt Bùi Đông Lai, đem mông nhắm ngay Bùi Đông Lai, giơ ra một tư thế POSS, cái này chịu, cao thủ nào biết thì giúp em mở huyền. 1, 2, 3, 4. Tiểu ma nữ giơ tay lên, sau đó tay đặt vào eo, lắc lắc cái mông. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp 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 cạp cạp cạp. O o. Một giờ sau, bữa tiệc tối chấm dứt, tiểu ma nữ uống rượu cho nên trực tiếp ngã trên bàn, Đông Phương Lãnh Vũ bởi vì cùng Bùi Đông Lai cùng rượu cho nên cùng ngà ngà say, thậm chí là Liễu Nguyệt cũng như vậy. Rơi vào đường cùng, Bùi Đông Lai đành phải một tay ôm tiểu ma nữ, một tay giúp đỡ Đông Phương Lãnh Vũ lên lầu. Bên cạnh bàn ăn, bởi vì uống qua nhiều nên Liễu Nguyệt dựa vào trên ghế, vẻ mặt hồng hào, giống như một trái đào chín mộng, kiểu diễm ướt át. Dưới ánh đèn, nàng nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai, suy nghĩ xuất thần. Nhật xuất Đông Lai, tối hôm qua em say rượu rồi có nói linh tinh gì không? Sáng sớm, trong một chiếc Audi, tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi mặc đồng phục, lưng mang cặp sách, ngồi ở vị trí kế bên tay lái, đôi mắt trong veo mở to hướng về Bùi Đông Lai hỏi. Có. Nghe tiểu ma nữ hỏi, Bùi Đông Lai nhớ đến màn lắc mông ngày hôm qua thì không nhịn được mà cười một tiếng. Hả? Quả nhiên, tiểu ma nữ bị dọa đến không nhẹ, vẻ mặt khẩn trương nói. Em nói cái gì? Anh cũng đã quên rồi. Bùi Đông Lai giả bộ nói. Kẻ lừa đảo. Tiểu ma nữ hơi ngẩn ra, sau đó vốn định giơ tay lên đánh Bùi Đông Lai, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Bùi Đông Lai lái xe nên đành phải làm ra bộ dáng dương nanh múa vuốt. Ha ha. Bùi Đông Lai cười ha ha. Xuống xe đi. Dừng xe lại trước cửa trường học, Bùi Đông Lai sờ sờ đầu tiểu ma nữ nói. Hừ. Đối với hành động lừa gạt của Bùi Đông Lai, tiểu ma nữ vẫn còn tức giận đánh vào tay của Bùi Đông Lai, xuống xe, lại xoay người, thè lưỡi. Gặp lại, đại lừa gạt. Bùi Đông Lai cười cười, chờ khi tiểu ma nữ vào trường học thì mới vào xe rồi rời đi. 7 giờ 30 phút, Bùi Đông Lai đã lái xe tới Đại học Đông Hải. Đông Hải. Khi Bùi Đông Lai vừa ra khỏi bãi đổ xe của trường thì lão hiệu trưởng cũng đang lái chiếc Audi A4 đến. Cổ Bồi Nguyên mở cửa xe rồi vẫy vẫy tay đối với Bùi Đông Lai. Nghe Cổ Bồi Nguyên kêu mình, Bùi Đông Lai lập tức đi tới. Lên xe rồi nói. Ánh mắt Cổ Bồi Nguyên phức tạp nhìn Bùi Đông Lai, chủ động mở cửa ra để Bùi Đông Lai vào. Thấy được vẻ mặt phức tạp của Cổ Bồi Nguyên, Bùi Đông Lai liền rõ chắc Cổ Bồi Nguyên lại nghe được tiếng gió gì. Hắn chỉ cười khổ mà bước vào trong xe. Không có việc gì chứ. Giống như suy nghĩ của Bùi Đông Lai. Quả thật Cổ Bồi Nguyên đã nghe được một số chuyện, thấy Bùi Đông Lai lên xe thì quan tâm hỏi. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Hai. Thấy Bùi Đông Lai lắc đầu, Cổ Bồi Nguyên yên lòng, sau đó lại thở dài. Đông Lai, ta đã cho đưa cái mô hình nghiên cứu kinh tế để học tập, cậu lại chạy đông chạy tây, ta xem, cậu muốn đối nghịch với ta phải không? Không phải, lão hiệu trưởng. Bùi Đông Lai cười khổ. Cố gắng giải thích nhưng mà lại không biết nên giải thích như thế nào. Hắn biết Cổ Bồi Nguyên đưa hắn mô hình quản lý kinh tế chính là muốn hắn chú tâm học tập, chứ không phải để hắn đặt tâm tư vào các cuộc tranh đấu. Đã nghiên cứu được gì chưa? Cổ Bồi Nguyên biết sẽ không thuyết phục được Bùi Đông Lai cho nên không hề hỏi nhiều mà hỏi sang chuyện khác. Bùi Đông Lai mang theo vài phần áy náy nhìn Cổ Bồi Nguyên. Đại khái đã làm được, nhất định sẽ nộp đúng hạn. Câu trả lời của Bùi Đông Lai đã nằm ngoài dự đoán của Cổ Bồi Nguyên, hắn thật không ngờ Bùi Đông Lai vừa đặt tâm tư tranh đấu, lại vừa có thể nghiên cứu nhanh đến như vậy. Bởi vì khắp nơi trên cả nước đều nghiên cứu đến giả thuyết mô hình kinh tế này cho nên được cấp trên coi trọng. Cuối năm nay, ở Yên Kinh sẽ tổ chức một buổi thảo luận, đến lúc đó các học giả kinh tế học trong cả nước sẽ đến tham gia. Trong lòng Cổ Bồi Nguyên có chút ngứa ngáy. Muốn nhìn xem Bùi Đông Lai đã làm ra cái gì nhưng mà cuối cùng lão cũng bỏ qua suy nghĩ này. Hiệu trưởng, ngài sẽ không để cháu tham gia đó chứ? Bùi Đông Lai hiểu được ý tứ của Cổ Bồi Nguyên, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Vô nghĩa! Cổ Bồi Nguyên tức giận nói. Mô hình là do cậu làm, cậu không đi thì ai đi? Bùi Đông Lai nhất thời trầm mặc.
Như thế nào, chẳng lẽ không tin vào bản thân sao? Cổ Bồi Nguyên thấy Bùi Đông Lai trầm mặc thì không khỏi có chút tò mò. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu, cười khổ nói. Cũng không phải, chỉ sợ là làm mất mặt lão nhân già ngài thôi. Ta không sợ, cậu còn sợ cái gì? Cổ Bồi Nguyên cười cười, vỗ vào bả vai Bùi Đông Lai, nói. Nếu ta đã dám ném đề tài kia cho cậu, tự nhiên là sẽ tin tưởng cậu. Cậu cần phải có lòng tin vào bản thân mình, ta tin cậu sẽ làm cho những lão gia hỏa kia phải chấn động. Bùi Đông Lai khổ sở cười, không có lên tiếng. Tốt lắm, cậu đi học đi, chờ làm xong rồi thì hãy mang đến cho ta xem. Tuy rằng cảm thấy hôm nay Bùi Đông Lai có chút khác thường nhưng Cổ Bồi Nguyên cũng không hỏi nhiều mà là vỗ vỗ vai của Bùi Đông Lai, chuẩn bị chấm dứt cuộc nói chuyện. Bùi Đông Lai gật gật đầu, giữ im lặng xuống xe. Hiệu trưởng, thoạt nhìn hôm nay Đông Lai có gì không đúng à? Mắt thấy Bùi Đông Lai xuống xe, trợ thủ của Cổ Bồi Nguyên là Trương Thụy liền cảm thấy tò mò. Nếu ta đoán không sai, hẳn là nó không muốn đến Yên Kinh sớm như vậy. Nghe được câu hỏi của Trương Thụy, Cổ Bồi Nguyên nhớ đến một chuyện tình có quan hệ với Bùi Đông Lai, nhìn qua kính xe quan sát Bùi Đông Lai rời đi, đột nhiên Cổ Bồi Nguyên giận dữ nói. Quên nói cho nó biết, cô bé mà nó thích cũng sẽ xuất hiện tại buổi hội thảo kia. Vẻ mặt Trương Thụy nghi hoặc, Cổ Bồi Nguyên thu hồi ánh mắt, không có tiếp tục giải thích cái gì. Giống như suy nghĩ của Cổ Bồi Nguyên, quả thật là Bùi Đông Lai không có nghĩ qua sẽ đến Yên Kinh nhanh như vậy. Dựa theo lời của Trần Quốc Đào, thì lần đại bỉ võ sẽ được tiến hành trong tháng tới, mà hiện giờ Cổ Bồi Nguyên lại nói cuối năm sẽ diễn ra buổi thảo luận. Dưới tình hình như thế, Bùi Đông Lai biết lần này đến Yên Kinh là quá sớm nhưng mà trước sau gì cuối năm hắn cũng phải có mặt ở Yên Kinh, đây là việc không thể tránh. Hiểu được điểm này, Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra rối rắm, mà là chọn thuận theo tự nhiên. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ đến hành trình một tháng sau khi đến Yên Kinh mà là nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Ngô Vũ Trạch, nhờ cậu ta mang sách vở dùm. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Đông Lai liền đi đến giáo học lâu của khoa kinh tế. Bùi Đông Lai vừa mới chân trước đến giáo học lâu thì nghe thấy có người kêu tên mình, hơn nữa giọng nói có chút quen thuộc. Nghe được tiếng kêu, Bùi Đông Lai dừng bước nhìn qua, thì ra người gọi mình là Hạ Y Na. Lúc này Hạ Y Na, Tăng Khả Tâm cùng Dương Tĩnh ba người đang ôm sách giáo khoa đi tới. Thấy ba người đi đến, Bùi Đông Lai mỉm cười. Thân là con gái của Ngọc Thạch Vương Hạ Hà lại có ông ngoại là người của quân khu thì cuộc sống của Hạ Y Na so với người bình thường lại càng hạnh phúc hơn, từ nhỏ đến lớn, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cho nên, lần đầu tiên nàng thích một nam hài tử, hơn nữa lại bị người ta chủ động từ chối, loại đả kích này so với người khác thì không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, nàng không có đem sự thống khổ biểu hiện ra bên ngoài, càng không có cảm thấy thất bại mà đi quấn lấy Bùi Đông Lai. Mà là nàng đem toàn bộ thống khổ chôn sâu vào trong lòng, lúc nào cũng tươi cười, vẫn coi Bùi Đông Lai là một người bạn bình thường. Mặc dù như thế nhưng mà mỗi lần thấy Bùi Đông Lai thì trong lòng nàng lại khó có thể bình tĩnh được. Nhất là lúc này đây. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Bùi Đông Lai, Hạ Y Na cũng không có phát sinh biến hóa nhưng mà trong lòng lại nổi lên từng đợt sóng. Bởi vì, nàng biết chuyện Bùi Đông Lai làm ra ở Hàng Hồ. Hơn nữa hai ngày trước còn tại Giang Ninh nhấc lên gió tanh mưa máu. Bên tai nhớ lại những lời của Hạ Hà, nghĩ đến bản thân mình muốn giúp đỡ Bùi Đông Lai thì trong lòng Hạ Y Na cười khổ không thôi. Ở nàng xem ra, tất cả những chuyện nàng làm đều là dư thừa. Căn bản Bùi Đông Lai sẽ không cần đến sự trợ giúp của nàng. Bùi Đông Lai, làm sao đi một mình thế? Ở bên cạnh, Tăng Khả Tâm không thấy vẻ khác lạ của Hạ Y Na mà là hướng Bùi Đông Lai hỏi. Tớ tới hơi trễ, nên không đi qua KTX. Bùi Đông Lai mỉm cười, ánh mắt khẽ nhìn qua Hạ Y Na. Đúng rồi, tớ nghe Trang Bích Phàm nói mấy ngày nay cậu đang nghiên cứu một mình hình kinh tê gì đó, nghiên cứu như thế nào rồi. Cho đến này, Dương Tĩnh quả thật là người sùng bái BDL nhất, lúc này thấy Bùi Đông Lai đến thì không nhịn được mà hỏi. Cũng đã chuẩn bị xong. Bùi Đông Lai cười cười. Sau này cũng cần nhờ cậu hỗ trợ thêm. Đừng nói giỡn, phỏng chừng cho dù xem thì tớ cũng không hiểu. Dương Tĩnh lắc đầu. Cậu cho rằng ai cũng biến thái giống như cậu sao? Hạ Y Na cười trêu ghẹo.
khóa học cũng không có mấy người có thể nghiên cứu mô hình kinh tế. Theo tớ xem ra thì với chỉ số thông minh của cậu thì hoàn toàn có thể ở nhà tự học a. Cũng đúng a. Dương Tĩnh cùng Tằng Khả Tâm mở miệng phụ họa. Đông Lai. Lúc này không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng kêu. Nghe tiếng gọi, bốn người đều nhìn qua thì thấy được mấy người Ngô Vũ Trạch, Trang Bích Phàm cùng Cổ Văn Cảnh đang ôm sách giáo khoa chạy đến. Kháo, Đông Lai, chú để bọn ca làm cu li mang sách cho chú lại ở đây nói chuyện với mấy mỹ nữ rồi ngắm hoa, thật là không công bằng a. Ngô Vũ Trạch ném sách giáo khoa cho Bùi Đông Lai, cố ý sụ mặt, oán giận nói. Vũ Trạch, con mắt nào của chú thấy hoa? Trang Bích Phàm đi ở phía sau, mở miệng đả kích Ngô Vũ Trạch. Ách, Ngô Vũ Trạch quay đầu lại nhìn thì thấy hoa trong ao sớm đã tàn héo rồi. Khanh khách, thấy bộ dạng quính quáng của Ngô Vũ Trạch, ba người Hạ Y Na không nhịn được mà cười. Đông Lai, ngày mai có thời gian không? Đợi ba người Hạ Y Na cười xong, Trang Bích Phàm hỏi. Có. Bùi Đông Lai có chút nghi hoặc. Có chuyện gì ư? Y Na, nói cho Đông Lai biết đi. Trang Bích Phàm vỗ tay một cái, giả vờ lên tiếng. Trang Bích Phàm, còn giả vờ Trang B nữa a? Không đợi Hạ Y Na lên tiếng, Ngô Vũ Trạch đã mở miệng. Đông Lai, chị của Trang Bích Phàm tham gia vào Trung Quốc Idol, đã bước vào vòng tứ kết. Ngày mai sẽ diễn ra ở Đông Hải, cho nên cậu ấy muốn chúng ta đến cổ vũ. Thật hay giả vậy? Bùi Đông Lai có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang Bích Phàm, hắn chưa từng nghe Trang Bích Phàm nói qua chuyện này. Chắc chắn 100%. Trang Bích Phàm tiêu sái gật đầu. Thế thì phải đi a. Thấy Trang Bích Phàm giả vờ, Bùi Đông Lai lại học theo cách của Trang Bích Phàm mà lên tiếng đáp lại một câu, trong lúc nhất thời lại nhớ đến Mộ Khuynh Nhan. Khi nào Mộ Khuynh Nhan mới ra ơ Bloom mới? Trong đầu nhớ đến hình ảnh Mộ Khuynh Nhan, nghĩ đến lúc trước Mộ Khuynh Nhan gọi điện đến nói tháng 11 này sẽ ra ơ Bloom mới, trong lòng Bùi Đông Lai có chút chờ mong. Chờ mong kết quả của lần đầu tiên mình lợi dụng trí nhớ trong tương lai để làm càn. Sân khấu Đông Hải nằm ở phía tây nam của Đông Hải, đối diện với khách sạn Hoa Đình. Sân khấu Đông Hải được xây vào những năm 1975. Cả sân có kiến trúc hình tròn, có thể chứa hơn 18.000 người. Vào năm 1995 thì được xây lại, tăng tổng diện tích sân khấu lên đến 1.250 m², là một trong những sân khấu hiện đại nhất Trung Quốc. Từ khi sân khấu Đông Hải được khánh thành đến nay thì có rất nhiều minh tinh đã biểu diễn ở nơi này. Dựa theo lời của Trang Bích Phàm, vòng tứ kết của Trung Quốc Idol sẽ được diễn ra tại sân khấu ở Đông Hải. Chung kết có thể diễn ra ở sân vận động Đông Hải có sức chứa hơn 8 vạn chỗ ngồi. Ngày hôm sau, sau khi học xong thì đoàn người Bùi Đông Lai đã đón xe đến sân khấu Đông Hải. Mặc dù là đã 5 giờ chiều nhưng mà sân khấu Đông Hải vẫn tấp nập, bãi đổ xe sớm đã có nhiều ô tô đậu, trong đó có nhiều chiếc tốt hơn Land Rover mà Ngô Vũ Trạch, Hạ Y Na lái đến. Như thế nào mà nhiều người vậy nhỉ? Thấy bên ngoài đông người ra vào thì Bùi Đông Lai có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ chỉ một tiết mục cùi bắp thế này mà lại sôi nổi như vậy. Đông Lai, chú đúng là chicken, chương trình này hiện tại đang hot đấy, người xem cũng đến mấy triệu người rồi. Ngồi ở sau, Trang Bích Phàm nghe Bùi Đông Lai nói vậy thì liền đắc ý giải thích. Tiết mục sôi động như thế, theo ca thấy nếu được biểu diễn ở sân khấu có 8 vạn chỗ ngồi thì đến lúc đấy sân khấu sẽ phun chỗ A. Đối mặt với câu nói trang bức của Trang Bích Phàm, Ngô Vũ Trạch cũng không có trêu chọc vào. Mà vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Bùi Đông Lai. Mà Bùi Đông Lai thì âm thầm chậc lưỡi, cảm thán đúng là một đám fan cuồng mà. Đông Lai, không phải là một chút tình hình chú cũng không biết đó chứ. Sau khi xe dừng lại, Ngô Vũ Trạch thấy Trang Bích Phàm và Cổ Văn Cảnh xuống xe thì nhìn không được mà hỏi Bùi Đông Lai. Biết cái gì? Vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra khó hiểu. Kháo! Ngô Vũ Trạch làm ra một động tác khinh bỉ, nói. Trung Quốc Idol này là do công ty Hồng Tinh và Đông Nguyệt phối hợp với nhau tổ chức, do Đông Hải tuyên truyền ra ngoài. Ách! Bùi Đông Lai liền ngạc nhiên, tập đoàn Đông Nguyệt hiện nay đã là của hắn a. Mà thân là lão bản, nhưng mà một chút tiết mục này hắn lại không biết. Nếu chú âm thầm sử dụng một chút thì chị của Trang Bích Phàm sẽ đạt được giải quán quân a. Ngô Vũ Trạch thấy Bùi Đông Lai ngạc nhiên thì cười trêu ghẹo. Cút! Bùi Đông Lai cười đùa một câu. Trong lòng rất rõ,
nếu hắn làm như thế thì đúng là vũ nhục chị của Trang Bích Phàm và Trang Bích Phàm. Nếu hắn muốn giúp chị của Trang Bích Phàm thì sau này cuộc thi kết thúc, hắn có thể để cho chị của Trang Bích Phàm gia nhập vào công ty, sau đó ủng hộ mạnh mẽ. Ngô Vũ Trạch sớm đã đoán được tâm tư của Bùi Đông Lai cho nên hắn cười cười, không nói gì nữa. Sau khi Bùi Đông Lai và Ngô Vũ Trạch xuống xe, thì đám người Hạ Y Na cũng hướng về phía Bùi Đông Lai mà đi tới. Hiệu ứng mỹ nữ quả là không tệ a. Thân là hoa hậu giảng đường thì mị lực của Hạ Y Na không thể nghi ngờ. Mặc dù thời tiết đã vào đông, Hạ Y Na đã ăn mặc hơi kín đáo nhưng mà cũng bày ra được làn da trắng bóng. Ngay khi nàng vừa xuất hiện thì một đám sắc lang đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Hạ mỹ nữ, tớ cảm thấy cho cậu đi thi thì tốt hơn, lấy tư sắc của cậu thì mấy tên nam nhân sẽ bầu phiếu cho cậu a. Thấy Hạ Y Na hấp dẫn ánh mắt của đám nam nhân thì Ngô Vũ Trạch mở miệng trêu. Ngô Vũ Trạch, nếu cậu chịu bán mình sao thì mấy nữ giám khảo tuyệt đối sẽ cho cậu giành giải quán quân. Hạ Y Na trả đũa một câu. Sao ý của cái này là Ngô Vũ Trạch làm trai bao? Ách, Ngô Vũ Trạch há miệng thở dốc. Hạ mỹ nữ, chẳng lẽ cậu không biết là có rất nhiều giám khảo nam sao? Cây cúc tàn, đất đầy tổn thương. Sao sao ý nói là A còng SS tàn, cây côn thì mềm không thể làm ăn được. Hạ Y Na bĩu môi. Đi thôi, chị của ca đang chờ chúng ta vào thì gọi nàng một tiếng, sau đó để chị ấy đi làm công tác chuẩn bị. Có lẽ là nóng lòng muốn gặp chị của mình cho nên Trang Bích Phàm không nhân cơ hội này mà đả kích Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch tự biết mình không phải là đối thủ của Hạ Y Na cho nên không tiếp tục tranh đấu nữa. Bởi vì người đến sân coi rất nhiều cho nên khi đoàn người Bùi Đông Lai tiến vào trong sân khấu thì đã tốn gần hơn 20 phút. 20 phút sau, đoàn người Bùi Đông Lai đã đi đến một gian phòng trong sân vận động để gặp được chị của Trang Bích Phàm. So với Trang Bích Phàm thì chị của hắn cao gần 1m7, dưới chân lại mang thêm một đôi giày cao gót nên lúc này dáng người gần 1m8, chân dài eo thon, trước sau lồi lốm, dáng người quả là phải dùng từ ma quỷ để hình dung. Mọi người khỏe, tôi là chị của Trang Bích Phàm, tên là Trang Hiểu Vân. Sau khi Trang Hiểu Vân xuất hiện thì mỉm cười chào hỏi đám người Bùi Đông Lai. Trang Bích Phàm, chú xác định đây là chị của chú. Thấy dáng người Trang Hiểu Vân cao ráo. Hơn nữa nhan sắc cũng thuộc dạng nhất lưu, giọng nói lại êm tai, vẻ tươi cười mê người, Ngô Vũ Trạch trừng to mắt hỏi. Ách! Nghe Ngô Vũ Trạch hỏi thế, Trang Bích Phàm liền có chút tức giận, nói. Kháo, không phải chị của ca thì chẳng lẽ là chị của chú à? Chị chú a, Trang Bích Phàm này, chị chú có dáng người cao lớn như thế, bộ dạng lại xinh đẹp nữa. Không ngờ lại có một tên đệ đệ không đúng đắn như chú a. Ngô Vũ Trạch cười nói. Nếu chị ta thật sự là chị của chú thì ca một vạn lý do tin rằng chú là người đột biến gen rồi. Khanh khách. Nghe được Ngô Vũ Trạch trêu chọc, Hạ Y Na, Dương Tính, Tăng Khả Tâm ba người không nhịn được mà bật cười, thậm chí ngay cả một người ít nói như Cổ Văn Cảnh trên miệng của nở ra nụ cười. Chị đừng để ý, hai đứa nó gặp nhau lại cãi nhau như chó với mèo. Bùi Đông Lai cười cười bước lên, vốn là định giải thích với Trang Hiểu Vân một câu. Sau đó lại hướng Trang Bích Phàm hỏi. Trang Bích Phàm, tên đại gia hỏa chú sao không giới thiệu một chút đi? Trang Bích Phàm bị Ngô Vũ Trạch trêu ghẹo đến mức không còn mặt mũi, vốn là hắn đang tức giận trừng mắt Ngô Vũ Trạch, sau đó nghe Bùi Đông Lai nói thế thì cười cười. Mọi người, đây là chị của ca, tên là Trang Hiểu Vân, được xưng là mỹ nữ đó a. Hi hi. Trang Hiểu Vân là chị của Trang Bích Phàm nhưng lúc này nghe em của mình giới thiệu như thế thì cũng bị chọc cười. Đợi một chút. Mắt thấy nam nhân trung niên đáp ứng thì Phương Húc Vĩ cũng không thấy bất ngờ. Nam nhân trung niên tên là Ngô Hiểu Phong, tuy rằng hắn là người phụ trách của cuộc thi Trung Quốc Idol nhưng trong mắt Phương Húc Vĩ hắn chỉ là một người làm công mà thôi. Ngô Hiểu Phong nghe vậy thì hắn liền ngăn cơn phẫn nộ trong lòng, làm ra bộ dạng tươi cười với Phương Húc Vĩ. Xin hỏi, Phương tiên sinh còn gì phân phó? Trước tiên đừng nói cho nàng, đợi sau khi nàng biểu diễn xong rồi hãng nói. Phương Húc Vĩ cười nói. Ngô Hiểu Phong liền hiểu. Lấy thực lực của nàng, tiến vào bán kết là một điều bình thường. Phương Húc Vĩ chậm rãi nói. Thử nghĩ lại đi, nếu nàng có thể tiến vào bán kết, đến lúc đó nàng có thể không muốn giành chức quán quân sao?
Ngô Hiểu Phong vốn là sửng sốt, sau đó không khỏi mắng thầm Phương Húc Vĩ thật sự quá đê tiện, chẳng những lại dùng quy tắc ngầm hơn nữa lại đánh vào tâm lý của Trang Hiểu Vân, quả thật là một tên xấu xa. Tốt, Phương tiên sinh. Mặc dù là trong lòng không thoải mái với Phương Húc Vĩ nhưng mà Ngô Hiểu Phong cũng không dám tức giận, hắn đành phải đồng ý. Ngoài ra, cô gái gọi là Ngô Linh Linh có biểu hiện không tồi, nhưng thiên phú không đủ, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ bị loại. Phương Húc Vĩ làm ra bộ dáng chỉ điểm Giang Sơn. Ở trên sân khấu nàng phong tao, tạm thời cứ để nàng tiến vào bán kết đã. Thế thân, nghe Phương Húc Vĩ nói thế, trong lòng Ngô Hiểu Phong hiện lên hai chữ này. Phương Húc Vĩ là phòng ngừa vạn nhất, nếu một khi Trang Hiểu Vân cự tuyệt thì vẫn còn có Ngô Linh Linh. Tốt, Ngô Hiểu Phong đáp ứng. Tối nay lại có cảm giác với mỹ nữ chân dài. Thấy Ngô Hiểu Phong đáp ứng, Phương Húc Vĩ nhắm mắt lại, nghĩ đến tối nay sẽ tiến hành thế đóc khi với Trang Hiểu Vân thì cười một cách tà ác. Sốt cuộc là Trung Quốc Idol? Hay là muốn cùng ai lên giường? Trong lòng Ngô Hiểu Phong nổi lên một cảm giác vô lực. Sau đó xoay người rời khỏi văn phòng. Hắn dựa vào chỉ thị của Phương Húc Vĩ đi đến gặp những vị giám khảo để khai thông. Đối với hết thảy mọi chuyện, các thí sinh sắp lên sân khấu cũng không biết. Hơn nữa khán giả lại càng không biết. Dựa vào an bài thì chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ, nhưng mà lúc 6 giờ thì cả sân khấu đã chật kín chỗ ngồi. Hú! Hiểu Vân tới rồi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên đám fan hâm mộ liền sôi nổi đứng lên. Cao giọng hoan hô. Trong tiếng hoan hô Trang Hiểu Vân thì trên màn hình lớn sân khấu xuất hiện hình ảnh của Trang Hiểu Vân khi lần đầu tiên tham gia chương trình Trung Quốc Idol này. Trong màn hình, tóc của Trang Hiểu Vân được búi lên, mặc một bộ áo màu đen cùng quần bò màu xanh đậm, chậm rãi đi về phía chính giữa của sân khấu. Ngọn đèn sân khấu chiếu rọi vào thân hình mềm mại của nàng. Vài giây sau nàng ra chính giữa sân khấu, tay cầm microphone, hai mắt nhắm lại. Hình ảnh dừng lại, âm nhạc vang lên. Tí tách tí tách tí tách tí tách. Kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Tí tách tí tách tí tách tí tách. Tiểu Vũ, nàng vươn tay đón những giọt nước. Sau đó, bài hát chuyện tình yêu xưa tại Bắc Kinh vang lên, Trang Hiểu Vân giống như là đã quên hết mọi chuyện, hai mắt nhắm lại, hát lên bài hát. Cả sân khấu liền trở nên im lặng. Tí tách tí tách tí tách tí tách. Còn có người lo lắng. Không biết qua lâu, Trang Hiểu Vân mới mở mắt ra. Hú! Cùng lúc đó, đám fan cuồng liền gáo thét không dứt. Trang Bích Phàm, chị của cậu hát thật dễ nghe. Trong sân khấu, Hạ Y Na nghe được Trang Hiểu Vân hát xong thì nhìn không cảm thán được mà nói một câu. Đúng vậy, nếu chị của chú cứ giữ vững phong độ thì không chỉ là đoạt giải quán quân mà ngay cả trở thành minh tinh cũng là một việc dễ dàng a. Ngô Vũ Trạch cũng bị tiếng ca của Trang Hiểu Vân chinh phục. Nghe Hạ Y Na và Ngô Vũ Trạch nói thế, Bùi Đông Lai cũng biết rằng tuy Trang Hiểu Vân không có được giọng hát được như các ca sĩ chuyên nghiệp nhưng mà giọng hát quả thật rất êm tai, hát thật sự có tình cảm, thiên phú thật tốt. Đúng à, các chú cũng không nhìn đó là chị của ai à. Trang Bích Phàm có chút bình tĩnh, nâng đôi kính mắt lên. Tất cả mọi người đều không nói gì. Các vị bằng hữu ngồi trước TV, mọi người khỏe. Sau đó không đợi đám người Bùi Đông Lai mở miệng, một gã nam nhân mặc Âu phục bước ra từ sau sân khấu. Nơi này là Đông Hải Trung Quốc, nơi này là nơi trực tiếp Trung Quốc Idol. À, mắt thấy MC đi lên sân khấu, đám khán giả biết chương trình sắp bắt đầu cho nên hưng phấn kêu to. Sau đây, xin mời các vị dành một tràng pháo tay cho các vị giám khảo hôm nay. Sau đó, tên MC lại làm ra một tư thế. Năm vị khán giả lần lượt giơ tay chào hỏi với mọi người. Hú! Năm vị giám khảo ra sân đã làm cho không khí của sân khấu được hâm nóng lên. Sau đây xin mời Ngô Linh Linh ra trình bày ca khúc 36 kế trong tình yêu, bài hát gì có tên xến vãi. Đợi sau khi năm vị giám khảo ngồi xuống, MC một lần nữa lên tiếng. Lời hắn vừa nói xong, ngọn đèn sân khấu liền tắt. Linh Linh cố lên! Khán giả ủng hộ Ngô Linh Linh liền đứng dậy giơ cao băng rôn, hò hét trợ uy cho Ngô Linh Linh. Bá! Ngọn đèn sáng lên, âm nhạc vang lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thân mặc một bộ váy ngắn màu trắng, chân đi đôi giày cao gót màu đỏ. Ngô Linh Linh cùng với hai vũ công xuất hiện. Hú! Khi Ngô Linh Linh bước lên sân khấu, đám fan dưới sân khấu liền điên cuồng lên.
Là ai nói nữ sinh xinh đẹp không có não? Chỉ thích trưng diện cùng cười khúc khích. Chấm. Tiếng hò hét dừng lại, Ngô Linh Linh bắt đầu biểu diễn. Đúng như lời Phương Húc Vĩ nói, diện mạo, dáng người, vũ đạo của Ngô Linh Linh cũng không tầm thường, nhưng mà giọng hát lại quá bình thường, bởi vì quá mức khẩn trương nên hơi lạc âm. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng đến các fan của nàng, sau khi nàng kết thúc biểu diễn thì đám fan liền hô to tên của nàng. Biểu diễn kết thúc, năm vị giáo khảo liền bình luận về màn biểu diễn của Ngô Linh Linh, cả năm người đều nói giống nhau, đều nói rằng vũ đạo của Ngô Linh Linh khá tốt nhưng giọng hát lại không đủ, cuối cùng coi như là không tệ. Có lẽ là bởi vì sự thẳng tính của ban giám khảo cho nên khi kết thúc biểu diễn, sắc mặt của Ngô Linh Linh có chút khó coi. Nói cho nàng biết, là ta để cho nàng có cơ hội bước vào vòng bán kết, hơn nữa chỉ cần một câu nói của ta thì nàng có thể trở thành nghệ sĩ của công ty giải trí Hồng Tinh, nhất định nàng sẽ cảm động có lấy thân báo đáp a. Trong một gian phòng VIP, Phương Húc Vĩ hút lấy xì gà, vẻ mặt thích ý nói. Ngô Hiểu Phong ngầm thở dài, không lên tiếng. Sau khi Ngô Linh Linh kết thúc thì các thí sinh khác đều bước lên sân khấu để thể hiện phần thi của mình, mỗi thí sinh đều có một lượng fan của mình, đồng thời khi biểu diễn xong đều nhận được những lời bình luận của ban giám khảo. Thời gian cứ trôi qua, bất chi bất giác 6 thí sinh đã ra sân khấu biểu diễn. Lúc này ánh đèn trên sân khấu lại vụt tắt, trên màn hình lớn lại xuất hiện hình ảnh của Trang Hiểu Vân. Tôi gọi là Trang Hiểu Vân, đến từ tỉnh Nam Đông. Trên màn hình chính là quê hương của Trang Hiểu Vân, những con đường nhỏ ở nông thôn, Trang Hiểu Vân ngồi trên xe đạp, hát một bài hát. Không đến một phút sau, ngọn đèn sân khấu bắt đầu được mở lên. Nương theo ánh sáng của ngọn đèn, có thể thấy được trên sân khấu xuất hiện một thân ảnh. Hiểu Vân. Hiểu Vân, cô giỏi nhất. Hiểu Vân, anh yêu em. Thấy được bóng người thoáng hiện, đám fan của Trang Hiểu Vân liền kích động đứng dậy. Quơ quơ những ngọn đèn huỳnh quang trong tay, giơ cao những băng rôn cùng biểu ngữ, hô to không dứt. Tiếng kêu càng lúc càng lớn, ngọn đèn càng lúc càng sáng, bóng người trên sân khấu càng lúc càng rõ. Dưới ánh đèn, Trang Hiểu Vân mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen bước ra sân khấu. Vài giây sau, giọng ca của Trang Hiểu Vân vang lên, đám fan hâm mộ liền yên lặng, cả sân khấu giống như lâm vào trong bể lặng. Trong phút chốc, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người của Trang Hiểu Vân. Bao gồm của Phương Húc Vĩ trong gian phòng VIP. Nhưng mà, ánh mắt của hắn so với đám người xem thì khác nhau. Trong ánh mắt của hắn không có sùng bái cùng chờ mong, nếu có thì đó chính là dục vọng. Giống như thợ săn thấy được con mồi. Trời mưa xuống. Ngã bệnh không ai lo. Tình yêu đến rồi lại qua đi. Còn có thể là một người. Cha và mẹ thề non hẹn biển. Cuối cùng lại ly hôn. Đây là tiếng hát trong bài Thương Tâm. Cả sân khấu im lặng, tiếng hát của Trang Hiểu Vân vang lên. Dưới sân khấu, bất kể là khán giả hay năm vị giám khảo đều nhìn Trang Hiểu Vân hát, bọn họ không kìm lòng được mà nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đắm chìm trong tiếng hát đầy thương cảm của Trang Hiểu Vân. Bên tai vang lên tiếng ca, ánh mắt lại thấy được vẻ bi thương của Trang Hiểu Vân thì Bùi Đông Lai có thể khẳng định được nhất định Trang Hiểu Vân đã trải qua một số chuyện nào đó, nếu không nàng không thể đem những chuyện bi thương này hòa nhập vào ca khúc được. Xác định được điều này, ánh mắt của Bùi Đông Lai khẽ liếc qua Trang Bích Phàm, chỉ thấy lúc này Trang Bích Phàm đã bỏ kính mắt xuống, đôi mắt đỏ hồng, nước mắt lăn trên khuôn mặt của hắn. Ách! Thấy được Trang Bích Phàm rơi lệ thì Bùi Đông Lai cả kinh. Bùi Đông Lai cùng Trang Bích Phàm quen biết không phải là ngắn, trong trí nhớ của hắn thì Trang Bích Phàm lúc nào cũng lộ ra bộ dạng vui vẻ. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai có thể thấy được trong ánh mắt của Trang Bích Phàm lộ ra vẻ bi thương. Phần bi thương này giống với Trang Hiểu Vân đang biểu diễn trên sân khấu. Phát hiện được điều này khiến cho Bùi Đông Lai lập tức nhíu mày, trong lòng âm thầm đoán không biết rốt cuộc chị em Trang Bích Phàm đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ. Làm sao lại có biểu hiện bi thương như thế này? Không đợi Bùi Đông Lai nghĩ hết đột nhiên tiếng ca dừng lại. Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần, đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Trên sân khấu, Trang Hiểu Vân mở mắt ra, để microphone xuống, tháo đôi giày trên chân ra rồi xoay người đi vào phía trong của sân khấu. Nói chung là nghệ sĩ trên sân khấu sẽ không bao giờ đưa lưng và mông ra cho khán giả thấy. Bởi vì như thế là không tôn trọng khán giả. Nhưng mà, giờ phút này,
thấy Trang Hiểu Vân xoay người đi vào thì vô luận là 5 người giám khảo kia hay là khán giả đều không lộ ra vẻ bất mãn. Trên sân khấu, Trang Hiểu Vân xoay người, bối cảnh trên sân khấu bỗng nhiên được thay đổi, trên màn hình xuất hiện một ngã tư đường, ở ngã tư đường này không có một chiếc xe cũng không có một ai ở nơi này. Trang Hiểu Vân đi về phía trước, dường như muốn tìm kiếm cái gì ở cuối đường. Một bước, hai bước, ba bước. Nàng cúi đầu, đi tới, tiếp tục đi tới. Qua một cái góc đường, lại một cái góc đường. Con đường dường như không có điểm cuối. Trang Hiểu Vân bước chậm lại, cuối cùng dừng bước ở một ngã tư đường. Nàng nhìn xung quanh, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, vẻ mặt bàng hoàng. Cuối cùng, nàng vô lực ngã xuống đất, hát một câu cuối cùng. Giọng hát vang lên, hình ảnh biến mất, sân khấu một mảnh im lặng. Dưới sân khấu, ai ai cũng thấy dường như lồng ngực của mình bị một tòa núi lớn chặn lại, làm cho bọn hắn cảm thấy khó thở. Bọn hắn muốn mở miệng nói nhưng vô luận cho dù bọn hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nói được một chữ. Bọn hắn trợn mắt nhìn hình ảnh phía trên sân khấu, bọn hắn thấy Trang Hiểu Vân lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt rồi đứng lên đi vào phía sau sân khấu. Bành bạch! Cả sân khấu im lặng, Bùi Đông Lai là người đầu tiên vỗ tay. Bành bạch! Nhất thời, đám người trong sân khấu liền tỉnh mộng. Bọn hắn không có hô to tên của Trang Hiểu Vân mà là giống như Bùi Đông Lai, tất cả đều vỗ tay. Dùng sức vỗ tay. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều, thật lâu sau cũng chưa hết. Ước chừng một phút sau, tiếng vỗ tay mới dần dần dừng lại. Mắt thấy tiếng vỗ tay dừng lại, tên MC mới đi đến bên cạnh Trang Hiểu Vân. Xin mời 5 vị giám khảo bình luận về phần biểu diễn của thí sinh Trang Hiểu Vân. Một giọng ca xuất sắc không phải là nàng biểu diễn hay như thế nào, mà là tiếng ca của người ấy có thể làm người nghe xúc động không? Dưới sân khấu, một vị giám khảo nữ lau khóe mắt, nói. Chúc mừng em, Trang Hiểu Vân, tiếng hát của em chẳng những khiến người nghe xúc động hơn nữa lại có thể in sâu vào linh hồn của người nghe. Chị tin tưởng, không bao lâu, Trung Quốc sẽ vì em mà kiêu ngạo. Cảm ơn. Trang Hiểu Vân cúi đầu nói cảm ơn. Cảm động. Từ bắt đầu khi cô ấy hát, trong lòng tôi liền cảm động, loại cảm động này tồn tại liên tục thẳng cho đến khi kết thúc. Tên giám khảo nam thứ hai chân thành nói. Nhìn thấy hình ảnh, nghe thấy giọng ca của nàng, tôi cảm thấy dường như bản thân mình đã đi vào nơi cuối con đường vắng vẻ ấy, tiếng ca của nàng đã làm tôi say mê, không thể nào kiềm chế được. Tiếng ca của nàng làm cho tôi cảm thấy được dường như nàng có một chuyện xưa. Tôi không biết nàng đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ. Nhưng tôi hy vọng Trang Hiểu Vân cô vẫn luôn giữ được phong độ như thế này. Trang Hiểu Vân, sự xuất hiện của em chính là thu hoạch lớn nhất lần này của cuộc thi. Chị mặc kệ sau này em có thể trở thành ca sĩ hay nhất không nhưng trong mắt của chị, em tuyệt đối là người hay nhất, cố lên. 5 vị giám khảo lần lượt bình luận về phần trình diễn của Trang Hiểu Vân, có người chảy nước mắt, có người thì nước mắt đảo quanh vành mắt. Giờ phút này, bọn họ không có đem bản thân trở thành những tai to mặt lớn. Mà mỗi người đều đem những cảm xúc trong lòng mình nói ra cho Trang Hiểu Vân. Đối với mỗi một lời bình luận, Trang Hiểu Vân đều cúi đầu cảm ơn. Bành bạch! Khi tên giám khảo cuối cùng nói xong, khán giả không kìm lòng được mà đứng dậy vỗ tay. Hừ! Trong phòng VIP, Phương Húc Phí thấy Trang Hiểu Vân đi xuống sân khấu thì khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Thân là người trong giới giải trí thì hắn rất đã tham gia nhiều hoạt động, cũng đã trải qua nhiều quy tắc ngầm. Phần lớn những nữ nhân khi tham gia vào một cuộc thi nào đó đều nói có quá khứ bi thảm, nhưng mà cuối cùng vì danh lợi lại nắm dưới háng của người khác. Bởi vì đã trải qua nhiều chuyện như vậy cho nên hắn không tin chuyện cũ của Trang Hiểu Vân, hắn cho rằng Trang Hiểu Vân làm ra vẻ bi thương như vậy chính là giả vờ mà thôi. Ngô Hiểu Phong ở một bên cũng bị tiếng ca của Trang Hiểu Vân làm cho cảm động. Lúc này, nghe Phương Húc Phí hừ lạnh một tiếng thì trong lòng hắn không khỏi căm giận. Ông nói nếu nàng dùng giọng nói khàn khàn, thương cảm này ở trên giường thì có phải là sẽ khiến cho người khác ta phiêu phiêu dục tiên không? Phương Húc Vĩ cũng không thấy được vẻ khác thường của Ngô Hiểu Phong mà là uống một ngụm rượu rồi cười tà, hỏi. Nghe được câu nói của Phương Húc Vĩ, Ngô Hiểu Phong rất muốn xách chai rượu trên bàn đập vào đầu hắn. Nhưng mà, lý trí chiến thắng xúc động. Hắn không có làm như vậy. Mấy phút sau. Sau khi thí sinh cuối cùng biểu diễn thì 5 vị giám khảo liền chấm điểm dành cho 8 thí sinh dự thi.
5 phút sau, điểm của 8 thí sinh xuất hiện trên màn hình lớn, Trang Hiểu Vân là người đứng đầu, dễ dàng bước vào vòng bán kết. Ngoài ra, bởi vì có tác động của Phương Húc Vĩ mà đêm nay Ngô Linh Linh cũng thành công bước vào vòng bán kết. Điều này là cho Ngô Linh Linh vui mừng không thôi. Ông xem, Ngô Linh Linh kia thật kích động a. Thấy một màn như vậy, toàn thân Phương Húc Vĩ tràn ngập một loại khoái cảm khó nói thành lời, hắn cười nói. Nàng nhất định là nghĩ rằng bản thân mình đã biểu diễn tốt nên mới có thể bước vào vòng tứ kết. Thật là một hài tử đáng thương. Ngô Hiểu Phong không có lộ ra vẻ phẫn nộ nữa. Một chút cũng không có. Ánh mắt hắn vô lực nhìn vào những thí sinh đang ôm nhau, nhìn thấy mọi người cười nói, rơi lệ. Tốt lắm, ông có thể đi tìm các nàng để nói rồi đấy. Thấy Ngô Hiểu Phong không nói lời nào, Phương Húc Vĩ lè lưỡi, liếm liếm vào chân cốc rượu, vẻ mặt cười dâm nói. Nếu được thì tối nay ta sẽ song phi cùng với hai nàng. Âm nhạc cùi bắp của Trung Quốc đã bị một tên cặn bã như thế phá hoại. Trong lòng Ngô Hiểu Phong gầm hét nhưng mà hắn không dám nói ra. Cuối cùng, cả người hắn giống như là một cái xác không hồn, bước ra khỏi phòng. Ta có tư cách gì mà mắng Phương Húc Vĩ đây? Đi tới của, Ngô Hiểu Phong tự giễu, mặc dù hắn có nhiệt huyết nhưng lại không có cách nào thay đổi mọi chuyện, ngược lại hắn đã trở thành tên tay sai, trợ giúp Phương Húc Vĩ bóp chết tương lai của Trang Hiểu Vân, đem Trang Hiểu Vân kéo vào vực sâu. Có người chỉ có thể tuân theo quy tắc của trò chơi. Có người nắm lấy quy tắc của trò chơi. Có người đặt ra quy tắc của trò chơi. Ngô Hiểu Phong là loại người thứ nhất. Phương Húc Vĩ là loại người thứ hai. Sau khi thí sinh đi vào sau hậu trường, buổi biểu diễn kết thúc, sân khấu liền sáng đèn. Màn hình lớn trên sân khấu hiện ra hình ảnh của Trang Hiểu Vân với bài hát Thương Tâm. Thấy hình ảnh Trang Hiểu Vân trên sân khấu, một ít người vốn định đứng dậy rời đi liền quay đầu lại nhìn, có chút lưu luyến. Trang Bích Phàm, chị của chú mà không đoạt được giải quán quân thì ông trời không có mắt à. Thấy một màn như vậy, Ngô Vũ Trạch liền mở miệng trêu ghẹo. Lúc này, Trang Bích Phàm đã đeo kính lên, hắn lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Nhất định, có lẽ là muốn chôn giấu phần đau thương tận sâu trong đáy lòng nên Trang Bích Phàm theo thói quen mà lộ ra vẻ trang bức. Đối mặt với vẻ trang bức của Trang Bích Phàm, đám người Hạ Y Na vốn đã thích ứng được nhưng mà vẫn bị chọc cười. Lúc này đây, Bùi Đông Lai không cười. Hắn biết, một người lúc nào cũng luôn lộ ra bộ dạng tươi cười nhưng trên thực tế, trong lòng nam hài kia lại giấu kín nỗi đau, không muốn cho ai biết cả. Mấy phút sau, khán giả chợt tự rời khỏi sân khấu. Đám người Bùi Đông Lai đứng dậy nhìn về phía trước. Dựa vào lời nói của Trang Bích Phàm thì Trang Hiểu Vân cần phải thay quần áo, bọn hắn đứng ở trước sân vận động đợi Trang Hiểu Vân. Trong phòng hóa trang, Trang Hiểu Vân đã thay xong quần áo, cùng với các thí sinh chào hỏi xong rồi bước ra. Nhìn bóng lưng Trang Hiểu Vân rời đi, những thí sinh rời cuộc thi đều lộ ra vẻ hâm mộ và bội phục. Ngô Linh Linh không có. Mặc dù là nàng đã tiến vào bán kết nhưng nàng cũng biết chỉ cần buổi biểu diễn tiếp theo nếu Trang Hiểu Vân không xuất hiện sai lầm lớn thì chắc quán quân chắc chắn là sẽ thuộc về Trang Hiểu Vân. Điều này làm cho nàng vô cùng ghen tị. Hiểu Vân, Ngô tiên sinh muốn gặp cô. Bên ngoài phòng hóa trang, một tên nhân viên thấy Trang Hiểu Vân bước ra thì vội vàng bước lên nghênh đón. Ân. Trang Hiểu Vân nghe vậy thì lộ ra vẻ kinh ngạc, dừng bước lại rồi nghi hoặc hỏi. Xin lỗi. Ngô tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi cũng không biết cụ thể lắm, Ngô tiên sinh đang ở văn phòng chờ cô qua đó sẽ biết. Được, bởi vì đã trải qua chuyện xưa nên tâm trí của Trang Hiểu Vân so với lứa bạn cùng tuổi thì thành thục hơn nhiều, dường như nàng cảm nhận được có điều không đúng nên lông mày hơi nhíu lại. Bất quá lấy tính công bằng của cuộc thi này thì nàng mới yên lòng lại, sau đó chào hỏi một câu rồi một mình bước vào phòng làm việc của Ngô Hiểu Phong. Một phút sau, Trang Hiểu Vân đi đến trước cửa phòng làm việc của Ngô Hiểu Phong, thấy cửa mở rộng thì vẻ lo lắng trong lòng nàng liền biến mất. Cốc, cốc! Trang Hiểu Vân không có trực tiếp đi vào mà là lễ phép gõ cửa. Trong phòng, Ngô Hiểu Phong đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu hút thuốc, nghe được tiếng gõ cửa thì hắn ngẩng đầu lên nhìn, sau khi thấy Trang Hiểu Vân thì hắn bóp tắt tàn thuốc, cười một cách gượng ép rồi phất phất tay, nói. Hiểu Vân, vào đây! Trang Hiểu Vân gật gật đầu. Đi vào phòng. Ngô tiên sinh, ngài tìm tôi. Ừ. Sắc mắt Ngô Hiểu Phong phức tạp, gật đầu. Ngồi xuống rồi nói.
Trang Hiểu Vân giữ im lặng ngồi xuống, mỉm cười nhìn Ngô Hiểu Phong, đợi Ngô Hiểu Phong nói chuyện. Hiểu Vân, biểu hiện hôm nay của cô vô cùng tốt. Giọng nói của Ngô Hiểu Phong có chút chua xót. Tiếng ca thật êm tai, thật thương cảm, ngay cả tôi một người lớn tuổi như thế này cũng bị cô làm cho cảm động. Cảm ơn Ngô tiên sinh đã khích lệ, tôi sẽ cố gắng. Trang Hiểu Vân đứng dậy, cúi đầu cảm tạ Ngô Hiểu Phong. Hiểu Vân, không cần phải khách khí. Ngô Hiểu Phong khoát tay, đợi Trang Hiểu Vân ngồi xuống, rồi do dự một lát, giọng nói tỏ ra phức tạp. Hiểu Vân, tôi mặc kệ sau này sẽ phát sinh chuyện gì cũng hy vọng cô vẫn kiên cường, tiếp tục đi trên con đường âm nhạc mà cô đã chọn. Tôi tin tưởng một ngày nào đó cô sẽ trở thành một đại minh tinh, giống như Mộ Khuynh Nhan vậy. Cảm ơn. Trang Hiểu Vân lại cảm ơn, nàng cảm thấy được có chút là lạ. Giống như phán đoán của Trang Hiểu Vân, Ngô Hiểu Phong liền trầm mặc. Ngô tiên sinh, có phải là ngài muốn nói điều gì? Ngô Hiểu Phong trầm mặc làm cho Trang Hiểu Vân cảm thấy bất an, nàng nhíu mày, chủ động hỏi. Ba. Ngô Hiểu Phong không trả lời mà là châm lửa, đốt lên một điếu thuốc. Hiểu Vân. Liên tục hút vài hơi thuốc, giọng nói của Ngô Hiểu Phong vô cùng phức tạp. Có người nhờ tôi chuyển lời lại với cô, hắn có thể giúp cô đoạt được giải quán quân trong cuộc thi này, còn có thể cho cô tiến vào công ty Hồng Tinh, thậm chí còn có thể lang xê cho cô. Lộp bộp. Nghe được những lời này của Ngô Hiểu Phong thì trong lòng Trang Hiểu Vân không khỏi nhảy lên, nụ cười trên mặt cũng đã cứng đơ. Ngô tiên sinh, từ nhỏ đến lớn tôi đều tin tưởng một câu trên thế giới này không có buổi ăn nào là miễn phí. Trong nháy mắt, Trang Hiểu Vân đã lộ ra vẻ đề phòng. Nếu tôi đoán không sai thì ít nhất tôi phải trả một cái giá lớn mới có thể được người kia giúp đỡ. Ngô Hiểu Phong há mồm ra, cố gắng nói cái gì đó, nhưng mà hắn không biết nên giải thích thế nào cho phải. Ngô tiên sinh, người kia hẳn là muốn bồi tôi ngủ với hắn. Thấy Ngô Hiểu Phong trầm mặc, Trang Hiểu Vân trực tiếp nói ra, khuôn mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngô Hiểu Phong hút một hơi thuốc rồi gật đầu. Ngô tiên sinh, phiền ngài nói lại với hắn. Tuy rằng tôi thật hy vọng có nhiều người sẽ nghe được tiếng ca của tôi nhưng mà tôi sẽ không vì âm nhạc mà bán đứng cơ thể cùng với linh hồn của mình. Trang Hiểu Vân đứng dậy, mặt không đổi sắc nói. Hô! Chẳng biết tại sao, mắt thấy Trang Hiểu Vân cự tuyệt thì Ngô Hiểu Phong liền âm thầm thở dài, trong lòng cảm thấy may mắn. Bởi vì, từ sâu trong lòng hắn không muốn thấy cảnh Trang Hiểu Vân ngã vào quy tắc ngầm. Hắn cảm thấy cái đó sẽ làm bẩn đi Trang Hiểu Vân. Nhưng mà, Ngô Hiểu Phong cũng lộ ra vài phần tiếc nuối. Hắn biết rõ, Trang Hiểu Vân từ chối việc này thì sẽ mất đi cơ hội giành giải quán quân trong cuộc thi lần này, hơn nữa cùng mất đi cơ hội có thể tiến vào giới âm nhạc. Hắn có lý do để tin, lấy địa vị trong giới giải trí của Phương Húc Vĩ thì muốn phong sát Trang Hiểu Vân là một điều dễ dàng. Cảm ơn ngài, Ngô tiên sinh. Có lẽ là đã nhận thấy được Ngô Hiểu Phong quan tâm đến mình cho nên Trang Hiểu Vân liền cảm ơn hắn. Nói xong, không đợi Ngô Hiểu Phong trả lời, Trang Hiểu Vân liền xoay người bước ra. Nhìn bóng lưng Trang Hiểu Vân rời đi, Ngô Hiểu Phong há miệng định nói gì nhưng mà cuối cùng hắn đành vô lực thở dài, trơ mắt nhìn Trang Hiểu Vân rời đi. Hô! Ra khỏi phòng, Trang Hiểu Vân phun ra một ngụm oai bước, dường như là muốn đem tất cả những phẫn nộ trong lòng phun ra ngoài. Sau đó, nàng mở to hai mắt, cả người đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đem tất cả những thứ kia ném ra ngoài. Hay là chôn nó vào trong lòng không cho ai biết. Chỉ có nàng biết. 10 phút. Trang Hiểu Vân đi ra cửa sân vận động, thấy được đoàn người Bùi Đông Lai đứng đó thì liền lộ ra vẻ tươi cười bước đến. Chị hát rất hay. Trang Bích Phàm là người đầu tiên chạy tới, hắn hưng phấn mà nắm lấy cánh tay của Trang Hiểu Vân. Mỹ nữ, giọng ca của cô đã làm cho tôi phải nghiện rồi, không thể kiềm chế được bản thân. Ngô Vũ Trạch làm ra bộ dạng say mê. Ngô Vũ Trạch, đừng có hổ nháo. Hạ Y Na trừng mắt nhìn Ngô Vũ Trạch rồi sau đó đề nghị. Để ăn mừng chị Hiểu Vân thuận lợi tiến vào vòng sau, tớ đề nghị đêm nay chúng ta không say không về. Sau khu Hạ Y Na mở miệng, không đợi mọi người trả lời. Bùi Đông Lai đã thấy được sắc mặt Trang Hiểu Vân đột nhiên biến đổi. Sau đó, Bùi Đông Lai theo ánh mắt của Trang Hiểu Vân mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy lúc này Ngô Linh Linh đang thân mật nắm lấy cánh tay của Phương Húc Vĩ, sóng vai cùng bước ra khỏi sân vận động. Lúc này, Ngô Linh Linh đã thay đồ. Trên người nàng khoác một chiếc áo màu đen,
bên trong là một chiếc áo hai dây cổ rộng, cố ý lộ ra cặp ngực, phía dưới là một chiếc váy ngắn màu đen phối hợp với tất chân màu đen, nàng cũng mang một đôi giày cao gót màu đen. Dường như là đã nhận thấy được ánh mắt của Trang Hiểu Vân cho nên Ngô Linh Linh liền đem ngực mình trà sát vào cánh tay của Phương Húc Vĩ, đồng thời lộ ra bộ dạng tiểu nhân đắc chí, khinh miệt mà liếc mắt nhìn Trang Hiểu Vân một cái, giống như đang nói, hát hay thì như thế nào? Cũng không phải là bị loại sao? Dường như là đọc được ý tứ trong ánh mắt của Ngô Linh Linh, Trang Hiểu Vân cố gắng không chế tâm tình của mình, không để vẻ phẫn nộ cùng biệt khuất hiện lên trên mặt. Nhưng mà... thân thể của nàng không tự chủ được mà run rẩy. Trang Hiểu Vân, chỉ cần cô nguyện ý thì ta vẫn sẽ cho cô một cơ hội. Dường như là đã nhận thấy Trang Hiểu Vân không cam lòng cho nên khi đi ngang qua Trang Hiểu Vân thì Phương Húc Vĩ liền hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trang Hiểu Vân, vẻ mặt cười tà nói. Có đau không nên đùa giỡn nhưng hắn lại đùa. Ách, nghe được Phương Húc Vĩ nói như thế, đoàn người Bùi Đông Lai liền quay mặt lại nhìn. Trong đó... mặc dù mấy người Hạ Y Na không hiểu được ý tứ của Phương Húc Vĩ nhưng bởi vì nụ cười của Phương Húc Vĩ vô cùng dâm tiện cho nên cảm thấy rất khó chịu với Phương Húc Vĩ. Lúc nãy, Bùi Đông Lai đã nhận thấy ánh mắt khinh miệt của Ngô Linh Linh khi nhìn về phía Trang Hiểu Vân, giờ phút này hắn lại thấy vẻ mặt cười cười của Phương Húc Vĩ thì trong lòng Bùi Đông Lai liền đoán được điều gì. Bất quá hắn cũng không hé răng mà lại yên lặng nhìn xem. Không có khả năng. Ngay cả Trang Hiểu Vân cũng bùng nổ. Giọng nói lạnh như băng mà kiên định. 2. Nghe được câu trả lời của Trang Hiểu Vân, vẻ mặt Phương Húc Vĩ lộ ra vài phần khó chịu, sau đó cười lạnh chỉ vào Trang Bích Phàm. Cô là vì hắn mới làm ra lựa chọn như vậy sao? Hiển nhiên, bởi vì Trang Bích Phàm kéo lấy cánh tay của Trang Hiểu Vân cho nên Phương Húc Vĩ đã coi Trang Bích Phàm là bạn trai của Trang Hiểu Vân. Ừ. Trang Hiểu Vân lãnh mạc trả lời một câu. Ta thật sự rất tò mò. Một tên gia hỏa xấu trai như vậy làm sao lại có thể được cô chọn làm bạn trai? Phương Húc Vĩ cười cười. Bất quá, nếu cô đã làm ra lựa chọn thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô. Trang Hiểu Vân cắn môi, không có hé răng. Phương Thiếu, cùng người như thế nói chuyện quả thực chính là đàn gảy tai trâu, chúng ta đi thôi. Thấy Trang Hiểu Vân không nói lời nào, Ngô Linh Linh liền nũng nịu nói, lúc nói chuyện cả người liền dán trên người Phương Húc Vĩ. Cảm giác kia như hận không thể dang rộng hai chân để Phương Húc Vĩ đâm vào. Sở dĩ nàng nói như vậy là bởi vì nàng nhìn ra được Phương Húc Vĩ đã nhìn trúng Trang Hiểu Vân, mà Trang Hiểu Vân so với nàng thì lại càng hoàn hảo hơn. Dưới tình hình như vậy, nếu Trang Hiểu Vân thay đổi lựa chọn thì nàng chính là người bị Phương Húc Vĩ đá văng đi. Đây là kết quả nàng không muốn nhìn thấy. Câm cái miệng chó của cô lại. Bên tai vang lên lời nói nũng nịu của Ngô Linh Linh. Hạ Y Na liền không nhịn được mà ra mặt giúp Trang Hiểu Vân. Ây ra! Nghe được giọng nói của Hạ Y Na, Phương Húc Vĩ liền nghiêng đầu ngó sang, nhìn thấy được dung mạo cùng với thân hình của Hạ Y Na thì hắn giống như là một tên thợ săn nhìn thấy được con mồi, hai mắt sáng ngời. Chị Hiểu Vân, chuyện gì vậy? Hạ Y Na trừng mắt nhìn Phương Húc Vĩ rồi hướng Trang Hiểu Vân hỏi. Mỹ nữ, nếu cô đã biết được một ít quy tắc ngầm của giới giải trí thì hãy đi theo ta. Ta cam đoan có thể thỏa mãn nguyện vọng của cô. Không đợi Trang Hiểu Vân lên tiếng, vẻ mặt Phương Húc Vĩ dâm ô, nói. Mày đúng là một tên cặn bã. Hạ Y Na vốn đã không vừa mắt với sự xuất hiện của Phương Húc Vĩ, lúc này nghe Phương Húc Vĩ nói như thế thì lập tức nghĩ đến điều gì. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận mắng một tiếng rồi giơ tay lên, định tát vào mặt Phương Húc Vĩ một cái. Bốp! Phương Húc Vĩ không nghĩ rằng Hạ Y Na sẽ động thủ. Nhất thời không kịp đề phòng cho nên ăn luôn một tát vào mặt. Thấy bộ dạng không kịp trở tay của Phương Húc Vĩ thì Ngô Linh Linh liền sợ ngây người. Hiển nhiên, nàng không ngờ rằng bạn của Trang Hiểu Vân lại có thể dám ra tay với Phương Húc Vĩ. Không riêng gì Ngô Linh Linh, mà chính bản thân Phương Húc Vĩ cũng vậy. Theo bản năng Phương Húc Vĩ đưa tay xoa lấy khuôn mặt, dường như hắn cảm thấy toàn bộ mọi chuyện phát sinh đều là ảo giác. Nhưng mà... cơn đau trên mặt truyền đến làm cho Phương Húc Vĩ biết đây là sự thật, hắn đã bị Hạ Y Na tát vào mặt. Gái điếm, mày dám đánh tao. Hiểu được điểm này, vẻ mặt Phương Húc Vĩ liền trở nên dữ tợn, cùng lúc đó hai tên đại hán áo đen liền chạy nhanh tới bên này. Không trả lời. Tay trái Hạ Y Na liền giơ lên, tát vào mặt Phương Húc Vĩ thêm một cái. Bù. Lúc này giây, Phương Húc Vĩ sớm đã chuẩn bị.
thấy được Hạ Y Na vung tay lên thì hắn hử lạnh một tiếng, sau đó lui về sau một bước, chân phải vung lên, nhắm ngay bụng của Hạ Y Na, hung hăng đá tới. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà, rất nhanh, nụ cười trên mặt của Phương Húc Vĩ đã đọng lại. Bởi vì, có một bàn tay giống như cái kìm sắt đã kẹp cổ hắn, trực tiếp xách hắn lên. Thời khắc mấu chốt, Bùi Đông Lai giống như một ngọn núi lớn che trước người Hạ Y Na, tay phải hắn kẹp lấy cổ Phương Húc Vĩ giống như là đang xách một con gà. Ô, ô, bởi vì Phương Húc Vĩ đã bị Bùi Đông Lai kẹp cổ, cho nên hắn tỏ ra khó thở, cả khuôn mặt đỏ bừng giống như là một con vịt bị cắt tiết. Thả Phương thiếu xuống. Thấy một màn như vậy, hai gã bảo tiêu của Phương Húc Vĩ liền lên tiếng. Không, không nên. Có lẽ không ngờ Hạ Y Na sẽ ra mặt giúp mình mà tát một bạt tai vào mặt Phương Húc Vĩ, điều này đã khiến Trang Hiểu Vân cả kinh. Lúc này, nghe tiếng hô của hai gã bảo tiêu, thấy Bùi Đông Lai đã kẹp cổ Phương Húc Vĩ thì sắc mặt của Trang Hiểu Vân liền biến đổi, vẻ mặt khẩn trương, hô lên. Nàng biết được nếu Phương Húc Vĩ là một kẻ không tầm thường, nếu Bùi Đông Lai ra tay làm bị thương Phương Húc Vĩ thì chắc chắn đến lúc đó Bùi Đông Lai sẽ bị Phương Húc Vĩ báo thù. Cho nên, nếu lúc này Bùi Đông Lai làm Phương Húc Vĩ bị thương thì nhất định lấy tính cách của Phương Húc Vĩ thì hắn sẽ trả thù. Cút! Nghe được tiếng kêu lo lắng của Trang Hiểu Vân, Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm rồi nói ra. Sau đó liền đem Phương Húc Vĩ vứt về phía hai gã bảo tiêu. Vù! Phương Húc Vĩ liền trực tiếp đụng phải hai gã áo đen. Mặc dù thân thể của Phương Húc Vĩ đã bị tử sắc ăn mòn nhưng bằng lực đạo của Bùi Đông Lai thì vẫn làm cho mấy tên đại hán kia lui ra sau ba bước. Thả ta xuống. Phương Húc Vĩ bị Bùi Đông Lai dọa tới mức kinh hồn, sau đó thấy được hai gã bảo tiên bên mình thì liền lấy lại tinh thần, vẻ mặt hung tợn nói. Đánh gãy hai cái chân chó của nó cho tao. Tao kêu mày cút. Không đợi bảo tiêu của Phương Húc Vĩ thả hắn xuống, Bùi Đông Lai đã giống như quỷ mị, xuất hiện trước mặt Phương Húc Vĩ, sau đó mở miệng, giọng nói giống như tiếng sấm rền. Bá! Nói xong, bàn tay của Bùi Đông Lai liền vung lên. Bốp! Cái tát vang dội, mặc dù Bùi Đông Lai đã không sử dụng ám kình hơn nữa đã khống chế lực đạo nhưng mà cả người Phương Húc Vĩ liền từ trong lòng hai gã bảo tiêu văng ra ngoài. Bộp, bộp! Thấy mình của Phương Húc Vĩ liền va vào lan can, làm cho lan can không ngừng rung lên. Sau khi rớt xuống, Phương Húc Vĩ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như là bị gãy hết, đau đớn làm cho hắn cảm thấy tối sầm, thân hình cuộn lại một chỗ giống như một con chó Trung Quốc, không ngừng run lên. A, à, thấy một màn như thế, Ngô Linh Linh liền kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ách, Trang Hiểu Vân trực tiếp bị cả kinh há to miệng. Đám người Hạ Y Na sớm đã thấy thân thủ của Bùi Đông Lai cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Ách, hai gã bảo tiêu của Phương Húc Vĩ cũng cả kinh, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Phương Húc Vĩ sẽ bị người khác làm trò, dám trước mặt bọn hắn mà đánh Phương Húc Vĩ. Cút. Thấy hai gã bảo tiêu của Phương Húc Vĩ há to mồm, Bùi Đông Lai liền lên tiếng. Lại nghe được một chữ cút, thấy được vẻ tức giận trong đôi mắt của Bùi Đông Lai, nhớ lại một màn vừa rồi. Hai tên bảo tiêu của Phương Húc Vĩ liền không dám động thủ, thậm chí ngay cả kêu gào cũng không dám mà là nhìn nhau một cái, sau đó liền chạy về phía Phương Húc Vĩ. Phương thiếu. Chạy đến trước người Phương Húc Vĩ, hai gã bảo tiêu liền đỡ Phương Húc Vĩ dậy. Rõ ràng thấy được mặt của Phương Húc Vĩ đã đầy máu. Chúng mày! Nghe được thủ hạ lên tiếng thì Phương Húc Vĩ cũng thanh tỉnh một ít, hắn hé miệng cố gắng nói hai gã bảo tiêu xử lý Bùi Đông Lai, kết quả lại không nói được. Vài chiếc răng từ trong miệng của hắn rớt ra ngoài. Phương thiếu, hắn rất mạnh, chúng tôi không phải là đối thủ của hắn. Sau đó, không đợi Phương Húc Vĩ mở miệng, một gã bảo tiêu liền nói, hắn sợ hãi liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái. T. Phương Húc Vĩ đau đến hít sâu một hơi, tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đi thôi. Không để ý đến ba người Phương Húc Vĩ, Bùi Đông Lai xoay người, nói với đám người Hạ Y Na. Nghe được Bùi Đông Lai lên tiếng, Hạ Y Na nhịn không được mà nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Bùi Đông Lai nói như vậy là không muốn để mọi người nhìn thấy cảnh bạo lực. Đi thôi. Không riêng gì Hạ Y Na mà Ngô Vũ Trạch cũng hiểu được điểm này cho nên hắn liền mở miệng phụ họa. Trang Hiểu Vân vốn là muốn nói gì nhưng mà khi nghe được Bùi Đông Lai cùng Ngô Vũ Trạch nói đi thì nàng liền im lặng.
Bởi vì mọi chuyện phát sinh trước sân vận động cho nên không đợi đám cảnh sát đến, Bùi Đông Lai đã mang mọi người đến chỗ đậu xe. Nhìn bóng lưng đám người Bùi Đông Lai rời đi, Phương Húc Vĩ tức giận đến cả người run lên. Đuổi, đuổi theo bọn hắn. Cầm lấy cái khăn của tên bảo tiêu bên cạnh đưa cho, Phương Húc Vĩ vừa lau vết máu trên mặt, vừa nói. Nói xong, Phương Húc Vĩ liền phun ra một ngụm máu. Sau đó, hắn liền rút điện thoại ra, trực tiếp bấm lấy một số điện thoại. Hắn muốn tìm viện binh. Dám động thủ trên đầu Thái Tuế sao? Thân là người phụ trách công ty giải trí Đông Nguyệt, cho nên lúc Phương Húc Vĩ đến Đông Hải thì Triệu Chiết đã từng mời Phương Húc Vĩ đi dùng cơm để tẩy trần, kết quả là bị Phương Húc Vĩ từ chối. Đối với việc này, Triệu Chiết không có cưỡng cầu nữa. Bởi vì hắn cảm thấy Phương Húc Vĩ sẽ thực hiện quy tắc ngầm với các thí sinh dự thi. Dưới tình hình như vậy cho nên khi thấy số của Phương Húc Vĩ gọi đến thì Triệu Chiết phản ứng đầu tiên của Triệu Chiết là chẳng lẽ Phương Húc Vĩ đã thất bại sao? Mặc dù hiếu kỳ nhưng hắn vẫn nghe điện thoại. Phương Thiếu, cậu đã xem xong buổi biểu diễn của hôm nay chưa? Triệu tiên sinh, ta cần mượn ông vài người. Lúc này Phương Húc Vĩ đã đau đến nỗi thiếu chút hôn mê cho nên làm gì còn tâm tư cùng Triệu Chiết hàn huyên. Phương Thiếu, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Phương Húc Vĩ nói thế, Triệu Chiết không khỏi ngẩn ra. Ta mới vừa ra khỏi sân vận động thì liền gặp phải một tên cô hồn, hắn đã làm ta bị thương. Phương Húc Vĩ âm trầm nói. Ta muốn cho hắn biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Bá! Nghe được Phương Húc Vĩ nói thế, sắc mặt Triệu Chiết không khỏi biến đổi. Bởi vì công ty Đông Nguyệt cùng với Hồng Tinh cùng hợp tác lâu dài cho nên Triệu Chiết cũng không xa lạ gì với Phương Húc Vĩ. Hắn biết rõ, sở dĩ Phương Húc Vĩ có thể chơi giỡn với những minh tinh khác là vì hắn là con của Phương Khôn. Phương Khôn, tên này ở Nam Cảng thậm chí là cả giới hắc đạo Nam Phương thì không người nào không biết, hắn chính là nhị đương gia của Hồng Tinh, chỉ sau Tương Cương. Phương Thiếu, cậu đang ở chỗ nào? Bởi vì biết thân phận thật sự của Phương Húc Vĩ cho nên Triệu Chiết liền không do dự, mở miệng hỏi Phương Húc Vĩ ở nơi nào. Tên kia sắp cùng với bạn của hắn đang rời đi. Bảo tiêu của ta đang âm thầm theo dõi. Phương Húc Vĩ được một gã bảo tiêu đỡ đi về phía bãi đỗ xe, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, cảm giác kia hận không thể lập tức đem xương Bùi Đông Lai nghiền thành tro. Ông chuẩn bị người đi, lát nữa ta sẽ gọi điện. Được. Triệu Chiết liền đáp ứng. Phương Húc Vĩ không nói cái gì nữa, mà là trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đô. Thấy Phương Húc Vĩ cúp điện thoại thì Triệu Chiết hơi trầm ngâm. Cuối cùng hắn cũng bỏ qua ý định gọi điện cho Liễu Nguyệt. Nếu hắn gọi cho Liễu Nguyệt thì Liễu Nguyệt sẽ mắng hắn rằng vô tích sự, chỉ một việc nhỏ thế này mà không giải quyết được. Phương Thiếu, nếu không thì cậu hãy đi bệnh viện để băng bó một chút. Mắt thấy máu tươi trên mặt Phương Húc Vĩ không ngừng chảy ra thì một tên bảo tiêu mở miệng. Băng bó con mẹ nhà mày. Tên bảo tiêu đã khiến cho Phương Húc Vĩ nổi giận lôi đình, hắn lạnh lùng nói. Nhất định phải đuổi kịp tên kia. Nếu làm mất dấu hắn thì lão tử sẽ băng bó cho mày. Nói xong, thấy đoàn người Bùi Đông Lai đã lên xe rời đi thì Phương Húc Vĩ liền vội vàng lao vào ô tô. Tên bảo tiêu cũng không cảm thấy bất mãn, hắn buồn bực đi vào ô tô rồi sau đó khởi động xe. Mà tên bảo tiêu còn lại thì lấy một hộp cứu thương ra, sau đó xử lý vết thương cho Phương Húc Vĩ. Vương bát đản, nhất định lão tử sẽ ném mày xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn. Phương Húc Vĩ tức giận đến cả người run lên, thân là nhị công tử của Phương gia, chưa bao giờ hắn phải chịu nhục như lần này. Tên vừa rồi nhất định là có thân phận không nhỏ. Phía trước, trong một chiếc Land Rover màu đỏ, vẻ mặt Trang Hiểu Vân lo lắng nói. Bùi Đông Lai làm hắn bị thương, nhất định sẽ bị hắn trả thù. Đúng a, Ina tỷ, nếu tên bại hoại kia tìm Bùi Đông Lai để trả thù thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không thì chúng ta báo cảnh sát đi. Mặc dù Tằng Khả Tâm và Dương Tĩnh hai người đã thấy được thân thủ của Bùi Đông Lai nhưng mà lại không biết được thế lực phía sau của Bùi Đông Lai, cho nên đều lo lắng Bùi Đông Lai sẽ bị Phương Húc Vĩ trả thù. Yên tâm đi, Bùi Đông Lai không có việc gì. Hạ Y Na cười khổ, ở nàng xem ra, Bùi Đông Lai không đánh cho Phương Húc Vĩ tàn phế thì đó là phước của Phương Húc Vĩ rồi. Nếu Phương Húc Vĩ còn muốn trả thù thì nàng có lý do để tin rằng, cho dù Phương Húc Vĩ có là thượng đế đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ gặp bi kịch. Tại sao? Ba người Trang Hiểu Vân,
Tăng Khả Tâm cùng Dương Tĩnh không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi. Đông Hải lớn như vậy, tên kia làm sao có thể tìm được Đông Lai chứ? Hạ Y Na liền tìm một cái cớ để nói. Cũng đúng a. Tâm tính của Tăng Khả Tâm đơn thuần nhất cho nên cảm thấy Hạ Y Na nói rất có lý. Tuy rằng Dương Tĩnh đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc học nhưng mà chỉ số thông minh của nàng rất cao, lý trí nói cho nàng biết, nếu như đối phương là người có thân phận thì một khi hắn quyết tìm Bùi Đông Lai, đến lúc đó có thể không tìm được sao. Chị cảm thấy, nếu tên kia một lòng muốn trả thù thì có thể tìm ra được Bùi Đông Lai. Trang Hiểu Vân là người biết cách đối nhân xử thế, cùng biết được cái hắc ám trong thế giới này, ở nàng xem ra, một người có địa vị. Có thân phận nếu muốn tìm một người bình thường thì không phải là việc gì khó. Tìm được cũng không sợ. Nghe Trang Hiểu Vân nói thế thì Hạ Y Na có chút tò mò nhìn Trang Hiểu Vân, sau đó nói tiếp. Chị Hiểu Vân, không cần phải lo lắng, Bùi Đông Lai sẽ không có việc gì. Nói xong, Hạ Y Na không nhịn được mà nở nụ cười khổ. Nàng nhớ lại cảnh lúc trước Bùi Đông Lai đã thương Hà Hoa và Ngưu Hải Đào, lúc ấy nàng cũng lo Bùi Đông Lai xảy ra chuyện. Nhưng mà Ngô Vũ Trạch và Cổ Văn Cảnh đã an ủi nàng, nói cho nàng biết Bùi Đông Lai không có việc gì. Khi đó, nàng không tin, chỉ một mực lo lắng. Hiện giờ, nàng tin chắc Bùi Đông Lai không có chuyện gì cho nên liền an ủi Trang Hiểu Vân. Điều này giống như một vòng luân hồi. Giọng nói tự tin của Hạ Y Na làm cho Trang Hiểu Vân bớt lo lắng, ở nàng xem ra nếu Hạ Y Na có thể lái được chiếc Land Rover thì tự nhiên thân phận sẽ không tầm thường. Nếu Hạ Y Na đã tin tưởng Bùi Đông Lai thì khẳng định là sẽ có căn cứ. Đúng rồi, chị Hiểu Vân, chị cùng đừng lo chuyện đêm nay sẽ ảnh hưởng đến thành tích của chị. Thấy Trang Hiểu Vân không nói lời nào, Hạ Y Na nói thêm. Không một ai có thể ngăn cản chị đoạt được giải quán quân. Cảm ơn. Lời nói của Hạ Y Na làm Trang Hiểu Vân cả kinh, sau đó nàng liền cảm ơn nhưng trong lòng lại tò mò rốt cuộc nàng là ai. Đông Lai. Tên kia ở phía sau. Trong chiếc Cayenne khác, Ngô Vũ Trạch thấy được Phương Húc Vĩ giống như là âm hồn không tan ở phía sau thì nhìn không được nói. Không sao, chú cứ coi như chưa thấy đi, cứ theo Hạ Y Na là tốt. Bùi Đông Lai sớm đã thấy được Phương Húc Vĩ ở phía sau, hiện giờ nghe Ngô Vũ Trạch nói thế thì vẻ mặt bình tĩnh nói. Đông Lai, nếu tên kia luôn đi theo thì chúng ta làm gì bây giờ? Nghe được Bùi Đông Lai nói thế. Trang Bích Phàm liền khẩn trương. Lo lắng cái rắm, lấy thực lực của Đông Lai thì bọn hắn chỉ là chiếc cần. Ngô Vũ Trạch cười trêu ghẹo. Trang Bích Phàm sửng sốt, sau đó nhớ đến hình ảnh Bùi Đông Lai ra tay vừa rồi thì vẻ lo lắng trong lòng liền giảm bớt, hắn cảm kích muốn mở miệng nói cảm ơn với Bùi Đông Lai. Bích Phàm, ca là ca thích bộ dạng trang bức của chú, không thích cái bộ dạng giống đàn bà như bây giờ của chú đâu. Không đợi Trang Bích Phàm mở miệng nói cảm ơn, Bùi Đông Lai đã cười nói. Lúc nào ca trả Trang bức? Trang Bích Phàm vỗ đầu vai của Bùi Đông Lai rồi cười mắng. Vẫn là cái giọng nói kiểu Trang bức kia nhưng mà giọng nói của hắn có chút run rẩy, đôi mắt phiếm hồng. Chú cứ yên tâm, chức quán quân thuộc về chị của chú, không ai có thể đoạt được. Thấy mắt Trang Bích Phàm đỏ lên, Bùi Đông Lai an ủi một câu. Ừ, Trang Bích Phàm gật đầu, cố nén không để nước mắt chảy ra. Bùi Đông Lai híp mắt, thông qua kính phản quang nhìn thấy chiếc Maybach ở phía sau, hắn cũng không gọi điện cho Liễu Nguyệt để điều tra thân phận của đối phương mà tính toán đợi sau khi đến nơi sẽ điều tra sau. 30 phút sau, hai xe của Hạ Y Na và Ngô Vũ Trạch đậu trước một nhà hàng. Ăn no xong thì quyết định đến chỗ nào chơi. Sau khi xuống xe, Hạ Y Na liền mở miệng nói. Mọi người không trả lời, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong lúc vô hình, Bùi Đông Lai đã trở thành linh hồn của cả đám người. Tớ không có ý kiến, hết thảy nghe theo lời của Hạ Mỹ Nữ. Bùi Đông Lai cười cười. Mọi người vào trước, tớ gọi điện thoại đã. Đi thôi, chúng ta vào thôi. Hạ Y Na biết Bùi Đông Lai cần giải quyết hậu quả cho nên dẫn mọi người vào bên trong nhà hàng. Thấy đám người Hạ Y Na vào, Bùi Đông Lai liền thoáng nhìn qua chiếc Maybach ở phía trước sau đó lấy điện thoại ra bấm số của Liễu Nguyệt. Xin lỗi, thuê bao quý khách. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một tiểu thư. Ách, Bùi Đông Lai liền nao nao sau đó hắn bấm số của Quý Hồng. Lão bản thân ái, muộn như thế này còn gọi điện, chẳng lẽ là cậu tịch mịch, khó nhịn sao? Rất nhanh,
giọng nói quen thuộc của Quý Hồng đã truyền vào tai của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng không có đùa giỡn với Quý Hồng mà nghiêm mặt nói. Đem điện thoại của công ty giải trí Đông Nguyệt giao cho tôi. Được. Tuy rằng không biết Bùi Đông Lai muốn làm gì, bất quá Quý Hồng đã nhận ra giọng nói của Bùi Đông Lai vô cùng nghiêm túc cho nên cũng không giỡn nữa mà là đáp ứng. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, trong chiếc Maybach, Triệu tiên sinh, ta đang ở đường XXX, dưới nhà hàng Hồng Dương, bao lâu nữa thì người của ông mới đến. Phương Húc Vĩ nắm điện thoại, nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai đứng ở phía bên ngoài nhà hàng, lạnh giọng hỏi. 10 phút nữa người của tôi sẽ đến. Triệu Chiết liền trả lời một cách thuyết phục. 3. Phương Húc Vĩ cúp điện thoại, vẻ mặt đầy hận ý nhìn vào Bùi Đông Lai, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương bát đản, ngày tận thế của mày sắp đến rồi. Reng, reng. Lúc này, sau khi cúp điện thoại của Phương Húc Vĩ thì đột nhiên điện thoại của Triệu Chiết vang lên, hắn hơi ngẩn ra một lúc rồi cầm điện thoại lên nghe. Tôi là Bùi Đông Lai. Trong màn đêm, Bùi Đông Lai bấm số của Triệu Chiết rồi tự giới thiệu. Lúc này nghe được năm chữ ta là Bùi Đông Lai cả người Triệu Chiết liền run lên, sau đó Triệu Chiết liền nhìn thấy số người gọi đến là một số lạ hoắc. Phát hiện này làm cho đồng tử Triệu Chiết phóng to ra. Bởi vì trước đó vài ngày, Bùi Đông Lai sợ sẽ bại lộ thân phận cho nên hắn luôn đứng ở phía sau, biết được hắn cũng không có mấy ai. Thân là người phụ trách công ty giải trí Đông Nguyệt, tuy rằng Triệu Chiết là người tâm phúc của Liễu Nguyệt nhưng hắn lại không biết Bùi Đông Lai là người nắm giữ Hắc Đạo Hỗ Hàng. Nhưng mà, hắn biết quan hệ giữa Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt. Đối với việc này, tuy rằng hắn không biết rõ thân phận của Bùi Đông Lai, nhưng hắn vẫn khách khí hỏi. Ngài là Bùi tiên sinh. Bùi Đông Lai nói. Triệu quản lý, đêm nay có một tên lái trên chiếc Maybach tham gia Trung Quốc Idol, hắn nói tiếng Quảng Châu, hắn là người trong giới giải trí, ông biết thân phận của hắn không? Maybach, nói giọng Quảng Châu. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, trong đầu Triệu Chiết liền hiện ra hình ảnh của Phương Húc Vĩ. Bẩm Bùi tiên sinh, người kia gọi là Phương Húc Vĩ, là phó tổng của công ty giải trí Hồng Tinh, phụ thân hắn là Phương Khôn. Thì ra là thế. Dường như Bùi Đông Lai suy nghĩ gì đấy. Theo tôi được biết, chương trình Trung Quốc Idol là do công ty giải trí Đông Nguyệt cùng với công ty giải trí Hồng Tinh liên kết với nhau để tổ chức, đúng không? Chẳng lẽ người Phương Húc Vĩ chọc là Bùi Đông Lai? Nghe được Bùi Đông Lai nói vậy, một cái ý niệm liền hiện ra trong đầu Triệu Chiết. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, hắn liền hoảng sợ, không dám hỏi lại mà liền đáp. Vâng, Bùi tiên sinh. Tôi hy vọng có thể duy trì tính công bằng của cuộc thi, ông làm có được không? Bùi Đông Lai dùng một giọng điệu không thể nghi ngờ. Ách, lúc này đây, Triệu Chiết hơi chần chờ. Ông làm không được ư? Giọng nói Bùi Đông Lai chuyển lạnh. Không, không phải, tôi có thể làm được. Tuy rằng không biết vì sao Bùi Đông Lai lại can dự vào chuyện này nhưng mà Triệu Chiết rất rõ, bằng vào quan hệ của Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt thì lời nói của Bùi Đông Lai thì bản thân Triệu Chiết hắn phải nghe. Thấy Triệu Chiết đáp ứng, Bùi Đông Lai không nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đầu bên kia điện thoại. Sau khi nghe được Bùi Đông Lai cúp điện thoại thì Triệu Chiết liền bấm số của Liễu Nguyệt. Xin lỗi quý khách. Cũng giống như Bùi Đông Lai, Triệu Chiết cũng không thể gọi được cho Liễu Nguyệt. Không thể gọi cho Liễu Nguyệt, Triệu Chiết liền bấm số của Phương Húc Vĩ. Tụi mày thấy tên cầu tạp chủng kia đi về phía nào không? Mắt thấy Bùi Đông Lai biến mất ở trước cửa nhà hàng, ngồi ở phía sau chiếc Maybach, Phương Húc Vĩ liền mở miệng hỏi hai gã bảo tiêu. Không, không thấy. Hắn đi vào bên trong nhà hàng. Một tên bảo tiêu lắc đầu, tên còn lại thì nói ra suy đoán ở trong lòng. Nghe được hai gã bảo tiêu nói thế, Phương Húc Phí thiếu chút nữa chửi lớn nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Lấy điện thoại ra, thấy người gọi là Triệu Chiết thì Phương Húc Phí liền nghe máy. Phương Thiếu, tên chọc giận ngài có phải gọi là Bùi Đông Lai không? Lúc này đây, không đợi Phương Húc Phí mở miệng, Phương Húc Phí liền hỏi. Trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Ta không biết hắn tên gì. Bởi vì Phương Húc Vĩ ở Nam Cảng cho nên hắn không nghe được sự tích của Bùi Đông Lai, càng không biết tên của Bùi Đông Lai, lúc này nghe Triệu Chiết nói thế hắn liền cảm giác có chút không đúng. Mà sao? Là như vậy, tên Bùi Đông Lai mà tôi vừa nhắc đến, hắn là bằng hữu của Liễu lão bản. Triệu Chiết cân nhắc một chút, nói.
vừa rồi hắn mới gọi điện thoại đến nói, yêu cầu cuộc thi phải diễn ra một cách công bằng. Công bằng, đầu hắn bị nhúng vào nước rồi sao? Phương Húc Vĩ vốn đang đợi người của Triệu Chiết đến giúp, hiện giờ nghe được Triệu Chiết nói vậy thì hắn liền khó chịu. Khi nào thì giới giải trí đã có sự công bằng? Phương Thiếu, hắn vào Liễu lão bản có quan hệ rất tốn, hơn nữa cùng quen biết với Tương Tiên Sinh. Triệu Chiết giải thích, chuyện này nói sau, ông hãy để người ông đến mau đi. Phương Húc Vĩ tâm phiền ý loạn nói. Được. Triệu Chiết hơi trầm ngâm rồi đáp ứng, trước khi cúp điện thoại, hắn nhịn không được mà nhắc. Phương Thiếu, nếu người cậu chọc là Bùi Đông Lai thì cậu đừng nên phát sinh xung đột với hắn. Mẹ nó, tên tiểu tạp chủng kia đánh ta, không phải là ta chọc hắn. Phương Húc Vĩ trực tiếp nổi giận. Ách! Triệu Chiết không phản bác được, mặc dù trong lòng còn có điều lo lắng, nhưng mà cũng không nói cái gì nữa. Mẹ nó, một đám người đại lục ngu xuẩn, đúng là một tên không biết khuôn phép. Cúp điện thoại, Phương Húc Vĩ liền lại nhảy mắng. Nói xong, Phương Húc Vĩ nhớ tới lúc nãy không thấy bóng dáng của Bùi Đông Lai, lửa giận trong lòng liền tắng lên, lập tức nhìn về phía hai gã bảo tiêu, định mở miệng mắng một phen. Ngay sau đó, đột nhiên con người của hắn mở to ra, cả người giống như là bị chúng phải ma pháp, thân hình liền cứng ngắc. Bùi Đông Lai đột nhiên xuất hiện trước ô tô của hắn. Ực, so sánh với Phương Húc Vĩ mà nói, hai gã bảo tiêu bên cạnh lại biết được thân thủ của Bùi Đông Lai lợi hại đến thế nào, nhìn thấy Bùi Đông Lai giống như quỷ mị xuất hiện. Hai gã bảo tiên liền nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó, dưới cái nhìn của ba người, Bùi Đông Lai đi đến trước cửa xe, đột nhiên vỗ một phát thật mạnh vào kính xe. Rầm, ám kình tụ tập trên bàn tay của Bùi Đông Lai đột nhiên bùng nổ. Loảng xoảng, ám kình bùng nổ, chiếc Maybach giống như là bị va chạm vào thứ cứng rắn gì cả, cả xe liền rung lên, toàn bộ kính trước liền bị vỡ nát. Ực, thấy một màn như vậy, hai gã bảo tiêu của Phương Húc Vĩ liền nuốt một ngụm nước miếng, mà Phương Húc Vĩ thì trực tiếp sợ ngây người. Nếu không phải thấy kính xe vỡ ra, cảm nhận được gió đêm thổi vào thì bọn hắn hoài nghi bản thân mình xuất hiện ảo giác. Xuống xe, không đợi đám người Phương Húc Vĩ lấy lại tinh thần, Bùi Đông Lai đi đến bên cạnh nói. Không có phản ứng. Dường như Phương Húc Vĩ còn đang đắm chìm vào một chưởng vừa nay của Bùi Đông Lai. Bá. Thấy Phương Húc Vĩ không có phản ứng, lông mày của Bùi Đông Lai nhíu lại. Không nói lời vô ích, mà là tay phải đột nhiên vung lên, như là lấy đồ trong túi thông thường, một phát túm lấy tóc của Phương Húc Vĩ, dùng sức kéo ra. Ây ây ây. Bên vì cửa xe quá nhỏ. Cho nên cả người của Phương Húc Vĩ liền bị những mảnh thủy tinh còn dính lại cắt vào, máu tươi chảy ròng, cơn đau đớn làm cho hắn phải rên lên. Mày nên cảm thấy may mắn bởi vì mày là người của Tương Tiên Sinh. Bùi Đông Lai cầm lấy tóc của Phương Húc Vĩ, đem Phương Húc Vĩ đưa đến trước mặt. Phương Húc Vĩ sợ tới mức mặt không có chút máu. Mày là ai? Nể mặt của Tương Tiên Sinh, tao tha cho mày một mạng. Bùi Đông Lai hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, giọng nói lạnh như băng. Nhưng mà, mày không nên để tao thấy mày ở Đông Hải nữa, nếu không lần sau sẽ không có may mắn như vậy đâu. Nghe được Bùi Đông Lai nói đến Tương Cương, Phương Húc Vĩ định nói tên Phương Khôn ra, nhưng mà lúc này hắn thấy được mấy chiếc xe hơi từ sau chạy đến, một đám người từ trong xe đi ra. Ta là Phương Húc Vĩ. Thấy những tên đại hán kia, Phương Húc Vĩ giống như là thấy được cọng cỏ cứu mạng, hắn liền giống lên. Nghe được tiếng kêu cứu của Phương Húc Vĩ, ánh mắt thấy được đám người kia xuất hiện, Bùi Đông Lai hơi nheo mắt. Cùng lúc đó ở phía trước, một gã là đầu lĩnh liền dẫn người hướng bên này đi tới. Tiểu tạp chủng, CMN buông tao ra. Thấy đám người của Triệu Chiết đi tới, Phương Húc Vĩ liền mở miệng. Không trả lời, vẻ mặt của Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh. Là ta đã gọi điện cho Triệu Chiết. Thấy Bùi Đông Lai thờ ơ. Phương Húc Vĩ liền nở ra nụ cười dữ tợn, sau đó quay đầu nhìn đám thủ hạ của Triệu Chiết, nói. CMN, còn đứng đó làm gì? Đánh tên tiểu tạp chủng nào cho tao? Xin hỏi ngài là Bùi Tiên Sinh sao? Không để ý đến Phương Húc Vĩ, tên đầu lĩnh cung kính hướng Bùi Đông Lai hỏi, hắn vừa nhận điện thoại của Triệu Chiết, trong điện thoại Triệu Chiết nói cho hắn biết trước tiên phải hỏi thử đối phương là có phải là Bùi Đông Lai hay không? Tao kháo, CMN. Tao là Phương Húc Vĩ. Thấy đám người không những không động thủ, còn coi thường mình, trực tiếp chào hỏi Bùi Đông Lai,
Phương Húc Vĩ tức giận đến mức thiếu chút nữa mà ngất đi, lập tức mắng một câu. Đột nhiên, hắn nhớ lại lúc nãy Triệu Chiết từng nói, chẳng lẽ đây chính là Bùi Đông Lai mà Triệu Chiết đã nói sao? Ừ. Bùi Đông Lai gật gật đầu. Ngài khỏe chứ Bùi tiên sinh, xin hỏi ngài có gì phân phó? Thấy Bùi Đông Lai gật đầu, tên đầu lình liểu hiểu ra, hắn lập tức cúi đầu hỏi Bùi Đông Lai. Ách! Thấy một màn như vậy, Phương Húc Vĩ trực tiếp ngây dại. Đánh gãy một chân của hắn, để hắn cút khỏi Đông Hải. Bùi Đông Lai buông tóc của Phương Húc Vĩ ra, liếc nhìn tên đầu lĩnh một cái. Vâng Bùi tiên sinh. Tên đầu lĩnh cung kính nhận mệnh, sau đó vung tay lên. Thấy tên đầu lĩnh ra hiệu, gần 20 tên đại hán áo đen liền vây quanh chiếc may bách. Bùi Đông Lai thấy thế liền xoay người rời đi. Mày, có phải là người của Triệu Chiết không? Sắc mặt Phương Húc Vĩ trở nên tái nhợt, hỏi. Dẫn hắn đến đây. Tên đầu lĩnh khinh thường, không thèm trả lời câu hỏi của Phương Húc Vĩ mà hạ lệnh. Nghe được mệnh lệnh, hai gã áo đen liền trực tiếp lôi Phương Húc Vĩ đến. Ta là bằng hữu của Triệu Chiết, không ta là người hợp tác cùng Liễu Nguyệt. Sắc mặt Phương Húc Vĩ trở nên tái nhợt, vội lấy tên của Liễu Nguyệt ra. Ta CMN biết rồi. Vậy các ngươi, chúng ta được Triệu quản lý phái tới, mày là tên ngốc. Dám đến Đông Hải gây chuyện với Bùi tiên sinh, CMN mày chê mày thở nhiều rồi sao? Tên đầu lĩnh liền nói. Đánh gãy hai cái chân của hắn. Hai mắt Phương Húc Vĩ tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Răng rác, a, tiếng xương gãy vang lên, dưới cơn đau đớn Phương Húc Vĩ liền thét lên một tiếng, sau đó theo bản năng hắn lấy tay che lên cái chân phải. Răng rác, sau đó, tên đại hán kia lại dẫm xuống. Lần này là đánh vào chân trái của Phương Húc Vĩ. Chẳng qua là, lần này, hắn không có kêu thảm thiết, mà là hôn mê bất tỉnh. Đau ngất, nhớ kỹ lời của Bùi tiên sinh, mau cút khỏi Đông Hải. Thấy thủ hạ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của Bùi Đông Lai phân phó, tên đầu lĩnh liền quát lên một tiếng, sau đó vung tay lên. Đi thôi, vù, đám người liền tản ra, hơn 20 tên áo đen liền lần lượt đi vào 6 chiếc xe hơi. Sau đó khởi động xe. Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Sau khi đám người áo đen rời đi thì những người hiếu kỳ đến vây quanh cũng không có bỏ đi, bọn hắn cúi đầu thầm thì với nhau, cố gắng muốn xem thử cuối cùng Phương Húc Vĩ có chết hay không. Sau đó, không biết là ai báo cảnh sát, một chiếc xe cảnh sát từ đằng xa chạy đến. Bên tai vang lên tiếng còi xe cảnh sát, hai gã hộ vệ của Phương Húc Vĩ liền liếc mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt làm ra quyết định, một tên liền chạy nhanh vào bên trong ô tô, tên còn lại liền ôm lấy Phương Húc Vĩ rồi tiến vào xe. Mặc dù bọn hắn không biết Bùi Đông Lai lúc nãy là thần thánh phương nào, nhưng mà người có thể khiến Triệu Chiết phải kiêng kỵ, thân phận khẳng định sẽ rất trâu bò. Người như vậy, không phải là địa bàn của mình thì không nên trêu chọc. Oanh! Trong phút chốc, chiếc Maybach liền được khởi động, sau đó liền giống như một con quái thú, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tìm một bệnh viện gần đây, trước tiên xử lý vết thương của Phương Thiếu đã. Trong xe ô tô, một tên bảo tiêu liền đưa ra đề nghị của mình. Nghe tên đồng bạn nói như vậy, tên còn lại cũng không phản đối, lấy tính tình của Phương Húc Vĩ, có quỷ mới biết sau khi được cứu tỉnh thì Phương Húc Vĩ có phát tiết lửa giận trên người bọn họ không. Trước nhà hàng, Bùi Đông Lai thấy chiếc Maybach chạy đi thì hắn biết chuyện này đã tạm thời được xử lý, cho nên cũng yên lòng đi vào trong. Bằng 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 bằng. Đông Lai, mau nào, mọi người còn đang chờ chú đây. Thấy Bùi Đông Lai đi vào nhà hàng, Ngô Vũ Trạch biết rõ mọi việc Bùi Đông Lai đã xử lý xong cho nên lập tức giơ tay chào hỏi. Bùi Đông Lai cười cười, trực tiếp đi tới. Mọi người, chén thứ nhất chúng ta kính hảo hán Bùi Đông Lai đồng học, hy vọng sau này Bùi Đông Lai đồng học tiếp tục phát huy tác phong, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thấy Bùi Đông Lai ngồi xuống, Hạ Y Na là người nâng ly đầu tiên. Nào, uống. Đám người Ngô Vũ Trạch liền thét to. Cảm ơn cậu. Trang Hiểu Vân cảm kích nhìn Bùi Đông Lai một cái, ngoài ra nàng cũng rất tò mò một người có thân phận là sinh viên như Bùi Đông Lai lại có thân thủ giỏi như vậy. Là anh em với Trang Bích Phàm, cho nên chị không cần cảm ơn. Bùi Đông Lai cười cười, sau đó nhìn Bùi Đông Lai. Hạ Mỹ Nữ. Theo tớ thấy, một chén này mời cậu mới đúng,
quả thật cậu chính là một tôn nhị nương thời hiện đại a. Ha ha, hai người các cậu, một người là tôn nhị nương, một người là Trương Thanh, chén thứ nhất kính hai cậu. Ngô Vũ Trạch nói một câu, sau đó sợ Bùi Đông Lai và Hạ Y Na công kích cho nên hắn liền bưng chén dựa lên, uống hết. Hạ Y Na nở nụ cười mà Bùi Đông Lai cũng cười khổ không ngừng, những người còn lại thì nở ra nụ cười hàm hậu. Sau khi uống xong chén đầu tiên, bữa tiệc tối liền được bắt đầu. Vốn dựa theo ý của Hạ Y Na thì mọi người ở đây ăn vài món đơn giản, sau đó liền đi tới ba để vui chơi. Kết quả, bởi vì tử lượng của Trang Bích Phàm quá chích cần cho nên uống được một lúc gương mặt của hắn liền trở nên đỏ bừng, cả người lung lay, đến nổi lúc đi cũng không vững. Kêu em uống ít thôi mà lại không nghe. Thấy Trang Bích Phàm có chút say, Trang Hiểu Vân dạy dỗ một câu, sau đó nói với Hạ Y Na. Y Na, cảm ơn mọi người về buổi tối hôm nay. Bích Phàm uống quá nhiều rồi, chúng ta đi ra ngoài chơi hay là về nhà đây? Ọc! Không đợi Hạ Y Na trả lời, thân thể Trang Bích Phàm khẽ cong lên, dường như muốn ói. Mọi người chờ một lát, tớ đưa Bích Phàm vào phòng vệ sinh đã. Bùi Đông Lai thấy thế thì liền đỡ Trang Bích Phàm, không đợi mọi người trả lời, hắn đã mang Trang Bích Phàm đi vào phòng vệ sinh. Chị Hiểu Vân, đợi lúc nào chị đoạt được giải quán quân thì chúng ta lại đi ăn mừng. Thấy Trang Bích Phàm say như vậy, Hạ Y Na không thể làm gì khác cho nên đành phải bỏ kế hoạch tối nay, nàng mở miệng cười nói một câu, sau đó mang mọi người đi ra bên ngoài. Ọc! Vừa mới vào phòng vệ sinh, dạ dày Trang Bích Phàm liền quay cuồng, hắn há mồm ói ra. Uống không được thì sau này uống ít một chút. Một tay của Bùi Đông Lai vịn Trang Bích Phàm, một tay vỗ vỗ vào lưng hắn. Ọc! Chưa trả lời, Trang Bích Phàm ói không ngừng. Khoảng một phút sau, đợi sau khi Trang Bích Phàm ói xong thì Bùi Đông Lai mới đem giấy vệ sinh đưa cho hắn. Trang Bích Phàm im lặng không lên tiếng nhận lấy giấy vệ sinh rồi lau miệng. Đông Lai, rượu tối nay, nhất định ca phải uống. Lau một ít chất bẩn còn dính trên miệng, Trang Bích Phàm hơi kích động nói. Bùi Đông Lai trầm mặc. Hắn biết mặc dù mỗi lần đi uống là Trang Bích Phàm sẽ uống đến say mềm nhưng trên thực tế Trang Bích Phàm là một kẻ ghét uống rượu. Mà hôm nay, bởi vì Trang Bích Phàm cảm kích Bùi Đông Lai ra tay trợ giúp Trang Hiểu Vân cho nên hắn mới mời Bùi Đông Lai ba chén. Đông Lai, cảm ơn chú. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Trang Bích Phàm cắn chặt môi, vành mắt hơi hồng nói. Được rồi. Bùi Đông Lai vỗ vỗ bả vai Trang Bích Phàm. Không. Trang Bích Phàm lắc đầu, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nói. Đông Lai, chú biết cuộc thi lần này đối với chị ca. Nó có quan trọng như thế nào không? Lần này, Bùi Đông Lai không nói gì, chẳng qua là nhìn Trang Bích Phàm. Đông Lai, cho ca một điếu thuốc. Tâm tình Trang Bích Phàm có chút không khống chế được. Mặc là từ trước đến nay Trang Bích Phàm không hút thuốc, nhưng Bùi Đông Lai cũng rút ra một điếu, tự mình châm lửa rồi đưa cho Trang Bích Phàm. Nhận lấy điếu thuốc từ Bùi Đông Lai, Trang Bích Phàm hung hăng hút một hơi, kết quả là hắn ho lên. Ca cùng với chị ca là do một tay mẹ ca nuôi lớn, lúc ca mới được sinh ra, tên cầm thú kia đã bỏ ba người chúng ta rồi rời đi. Liên tục hút ba hơi, Trang Bích Phàm lâm vào ký ức, trên mặt xuất hiện hận ý. Khi đó, nhà chúng ta ở nông thôn, cho nên mẹ của ca lúc nào cũng mặt hướng xuống đất lưng dơ lên trời, vừa là mẹ vừa cha. Sau này, ca lên trung học, mẹ ca cảm thấy chất lượng trường học ở nông thôn không tốt cho nên đưa hai chị em ca lên thành phố. Mẹ ca kiếm một công việc để cho hai chị em ca đi học. Qua 2 năm, bởi vì làm việc quá mệt nhọc cho nên bà ấy đã ngã bệnh. Nói đến tay, hai tay của hắn không khống chế được mà run lên, nước mắt cứ như thế mà lăn xuống. Lúc này, mặc dù mẹ ca chỉ làm được 3 phần việc nhưng lúc nào bà ấy cũng đi làm. Ngoài số tiền để lo cho chị em ca đến trường thì tiền trong người bà ấy cũng không dư được mấy. Cho nên, bởi vì không có tiền cho nên bà ấy đã không dậy nổi, vĩnh viễn rời khỏi chúng ta. Nói xong, Trang Bích Phàm vô lực mà ngã xuống đất, nước mắt cứ như thế mà chảy ra. A! Bùi Đông Lai ngồi xổm xuống, lấy một điếu thuốc khác đưa cho Trang Bích Phàm. Sau khi mẹ ca chết, chị ca vì muốn ca tiếp tục đi học cho nên nàng đã bỏ học để đi làm. Khi đó thành tích của nàng so với ca thì tốt hơn, nhưng mà lúc ấy ca còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cho nên không có ngăn cản quyết định của nàng. Hung hắn rít một hơi thuốc, Trang Bích Phàm lại mở miệng.
Từ nhỏ chị ca đã có năng khiếu ca hát cho nên nàng liền bắt đầu đi hát để kiếm tiền nuôi ca ăn học, lúc đầu là nàng hát rong ở ngoài đường, sau đó hát ở quán bar rồi những chỗ ăn chơi. Bởi vì nàng rất xinh đẹp, giọng ca lại hay cho nên từng bị nhiều người có mưu đồ bất chính quấy rối, vì thế mỗi lần đi hát chị ấy liền thủ sẵn một thanh chủy thủ ở bên mình, chỉ cần có tên nào dám hành động gì thì chị ấy liền lấy thanh chủy thủ để trên cổ của mình. Trang Bích Phàm lấy nước mắt rửa mặt. Vừa bắt đầu, chị ấy không đem chuyện này nói cho ca mà là một mực giấu ở trong lòng để cho ca không phải phân tâm mà một lòng học tập. Không ngờ cha mẹ ở trên trời linh thiêng, sau này ca tình cờ nghe được một tên bạn học nói chị ấy ở một quán ba bị một tên lão bản uống rượu vô lễ, chị ấy dùng cái chết để phản kháng nhưng kết quả là bị đánh một bạt tai. Khi ấy ca đã trưởng thành, cho nên không để chị ấy đi vào mấy quán ba để hát nữa mà là tìm các cửa hàng khai trương để nàng hát. Vừa lúc đó, phong trào thi làm ca sĩ diễn ra rất nóng, ca liền đề nghị chị ấy tham gia. Chẳng qua là, làm cho ca không nghĩ tới, cái gọi là cuộc thi chọn ca sĩ còn hắc ám hơn so với những quán bar, bởi vì chị ca xinh đẹp cho nên mỗi lần lúc ở vòng loại đều gặp phải quy tắc ngầm, bởi vì chị ấy không muốn cúi đầu cho nên mỗi lần tham gia thì nàng liền bị loại. Nói tới đây, Trang Bích Phàm vứt tàn thuốc, lau lấy nước mắt, hít sâu một hơi, cảm kích nhìn Bùi Đông Lai, nói. Bởi vì tính công bằng ở cuộc thi lần này cho nên chị của ca không bị loại, một đường đi tới bây giờ, lại không nghĩ rằng. Bích Phàm, không cần phải lo lắng, ca đã nói rồi, chức vô địch lần này sẽ thuộc về chị chú, không ai có thể đoạt được. Thấy Trang Bích Phàm nói ra hết tâm sự thì tâm tình liền chuyển biến tốt lên, Bùi Đông Lai mỉm cười vỗ vỗ bả vai của Trang Bích Phàm. Két! Không đợi Trang Bích Phàm trả lời, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. Ngô Vũ Trạch thấy hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất thì liền ra vẻ cả kinh. Ca kháo, hai người các chú muốn làm gì thì cũng nên đóng cửa lại đi a. Còn không phải đợi chú đến đưa cúc hoa ra sao? Trên mặt Trang Bích Phàm nở ra nụ cười sáng lạn. Sau nụ cười ấy là vẻ đau xót mà không người nào nhìn thấy được. Ban đêm cả bầu trời bao la giống như là bị một chiếc khăn bao phủ, dưới bầu trời đêm, trong một bệnh viện. Bên trong một phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện, Phương Húc Vĩ nằm ở trên giường bệnh, vết máu trên chân hắn đã được lau sạch, đồng thời còn được chườm đá để giảm sưng. Tại sao còn chưa làm phẫu thuật? Lỡ chân của ta bị phế đi, các ông có thể chịu trách nhiệm được không? Lúc hôn mê, Phương Húc Vĩ cũng không cảm thấy đau đớn, lúc này khi tỉnh lại thì hắn liền cảm thấy vô cùng đau đớn cho nên tâm tình trở nên nóng nảy. Hai chân của cậu đã bị một đòn nghiêm trọng dẫn đến gãy lìa. Hiện giờ nơi xương gãy đã sưng lên, cần phải để khi nào bớt sưng mới có thể làm phẫu thuật được. Có lẽ là do đạo đức nghề nghiệp hoặc có lẽ là do bảo tiêu của Phương Húc Vĩ đã đút một ít tiền lì xì cho nên đối với câu hỏi ngu xuẩn của Phương Húc Vĩ thì bác sĩ cũng không có nổi giận, mà là kiên nhẫn giải thích. Vậy sau này, chân của ta có thể đi lại được không? Nghe bác sĩ nói thế, Phương Húc Vĩ liền cảm thấy tình hình nghiêm trọng, hắn cố nén cơn đau mà hỏi. Xương của cậu đã bị gãy lìa, hơn nữa xương còn bị nát bấy, sau khi giải phẫu thì vẫn có khả năng hành động. Bác sĩ nghiêm mặt nói. Bất quá, sau này vẫn để lại một ít di chứng, ví dụ như không thể tiến hành vận động kịch liệt. Cái gì gọi là để lại di chứng? Mẹ kiếp, các ông có chữa được hay không mà lại nói bậy? Phương Húc Vĩ vừa nghe xong liền tức giận. Để bệnh viện chuẩn bị một chiếc xe cứu thương, ta muốn trở về Hồng Kông. Được rồi. Bác sĩ cau mày gật đầu, mang theo hai gã hộ sĩ thối lui ra khỏi phòng bệnh. Mẹ kiếp, nuôi hai người phế vật chúng mày còn không bằng nuôi hai con chó, ít nhất là chúng còn biết trung thành, ra mặt cho chủ nhân của nó. Thấy bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, Phương Húc Vĩ liền đem lửa giận phát tiết lên người hai tên bảo tiêu. Đối mặt với lời mắng của Phương Húc Vĩ, hai tên bảo tiêu không dám lên tiếng. Tự ý nào đó mà nói. Thân là bảo tiêu mà lại không thể bảo vệ được sự an toàn của Phương Húc Vĩ, đó đúng là sai lầm của bọn hắn. Đem điện thoại ra đây. Thấy hai gã bảo tiêu giống như là học sinh tiểu học chỉ biết cúi đầu, Phương Húc Vĩ cũng biết cho dù có chửi nữa thì cũng không ăn thua gì. Vì vậy hắn liền mở miệng, sau đó một tên bảo tiêu liền đưa điện thoại cho Phương Húc Vĩ. Phương Húc Vĩ do dự một chút không có trực tiếp bấm số Phương Khôn, mà là bấm số của Phương Húc Đông, ca ca của hắn. Tiểu Vĩ ư. Sau đó từ trong điện thoại liền vang lên một giọng nói trầm thấp. Là em đây anh. Bên tai vang lên giọng nói của Phương Húc Đông, Phương Húc Vĩ không nhịn được mà khóc.
Anh, em bị người ta đánh. Cái gì? Nghe Phương Húc Vĩ nói thế, thiếu chút nữa Phương Húc Đông cảm thấy tai mình nghe lầm, sau đó chân mày hắn nhíu lại, hỏi. Có chuyện gì? Em bị một tên đánh, sau đó tìm người của Liễu Nguyệt hỗ trợ, kết quả là người của Liễu Nguyệt chẳng những không giúp em, ngược lại còn đánh gãy hai chân của em. Phương Húc Vĩ nói xong liền có cảm giác muốn giết người. Tại sao có thể như vậy? Phương Húc Đông cả kinh, lấy quan hệ hợp tác giữa Hồng Tinh và Đông Nguyệt Bang, lấy quan hệ giữa Liễu Nguyệt và Tương Cương thì cho dù Liễu Nguyệt không ra mặt giúp Phương Húc Vĩ thì thủ hạ của nàng cũng không thể nào đánh Phương Húc Vĩ a. Em cũng không biết. Phương Húc Vĩ buồn bực trả lời một câu, sau đó dường như nhớ được điều gì, vội vàng hỏi. Đúng rồi, anh, người đánh em gọi là Bùi Đông Lai, anh biết hắn không? Là ai? Phương Húc Đông lại cả kinh một lần nữa. Triệu Chiết bảo là Bùi Đông Lai, sau đó em gọi điện thoại tới hỏi tên khốn kiếp Triệu Chiết kia nhưng mà hắn không nghe máy. Phương Húc Vĩ nói. Thì ra là thế. Một lần nữa nghe cái tên Bùi Đông Lai, Phương Húc Đông liền hiểu ra, vẻ mặt trở nên âm trầm. Anh biết hắn ư? Phương Húc Vĩ không thể hiểu rằng vì sao Phương Húc Đông ít khi rời khỏi Nam Cảng mà lại có thể biết Bùi Đông Lai. Biết. Vẻ mặt Phương Húc Đông trở nên âm trầm, nói. Hắn là người bên cạnh Liễu Nguyệt, có quan hệ thân mật với Liễu Nguyệt, hơn nữa việc Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc ở Đông Hải cũng là do một tay hắn trợ giúp. Phương Húc Vĩ không khỏi ngẩn ra. Thân là em của Phương Húc Đông thì Phương Húc Vĩ rất hiểu rằng anh trai của mình đã theo đuổi Mộ Khuynh Nhan từ lâu. Ban đầu, sau khi buổi biểu diễn của Mộ Khuynh Nhan ở Đông Hải kết thúc, Phương Húc Đông có đến mời Mộ Khuynh Nhan đi ăn tối nhưng nàng đã lấy lý do Bùi Đông Lai ra để cự tuyệt. Lúc ấy Phương Húc Đông liền điều tra thân phận của Bùi Đông Lai, sau khi biết được thân phận của Bùi Đông Lai thì hắn cũng không làm ra cái gì. Làm sao em lại chọc hắn? Trầm ngâm một lát, Phương Húc Đông tính toán điều tra mọi chuyện. Em vốn là nghĩ ký hợp đồng với cô bé tên là Trang Hiểu Vân tham gia cuộc thi Trung Quốc Idol nhưng ai ngờ rằng Trang Hiểu Vân kia lại có quen biết với hắn. Phương Húc Vĩ cảm thấy vô cùng ủy khuất. Trang Hiểu Vân kia không muốn ký hợp đồng với công ty chúng ta, sau đó Bùi Đông Lai cùng với một con bé nào đó đánh em một bạt tai, em tính hoàn thủ lại nhưng mà tên kia liền. Thân là anh trai của Phương Húc Vĩ thì Phương Húc Đông vô cùng hiểu rõ tính tình của Phương Húc Vĩ, biết vị em trai này của mình nói ký hợp đồng là giả cái chính là quy tắc ngầm. Anh gọi điện thoại nói chuyện với cha một chút, để cha tìm Tương Tiên Sinh ra mặt. Bởi vì chuyện này không liên quan đến Phương Húc Đông hơn nữa lại thêm thân phận không tầm thường của Bùi Đông Lai cho nên Phương Húc Đông liền làm ra quyết định. Em cứ xử lý vết thương trước đi đã. Được. Phương Húc Vĩ cảm thấy ủy khuất nhưng hắn lại biết rõ, nếu Bùi Đông Lai tầm thường thì Phương Húc Đông sớm đã tìm người dạy dỗ hắn rồi. Sau đó, coi như lúc Phương Húc Đông gọi điện thoại đến cho Phương Khôn thì lúc này Bùi Đông Lai đang cùng Ngô Vũ Trạch trên đường trở về Đại học Đông Hải. Trong xe, Trang Bích Phàm đang say rượu, mà chị của hắn Trang Hiểu Vân bởi vì phải tham gia chương trình Trung Quốc Idol nên phải ở lại khách sạn, không có cùng đám người Hạ Y Na trở về. Sau khi trở về Đại học Đông Hải thì đám người Bùi Đông Lai và Hạ Y Na chia tay nhau, Bùi Đông Lai đem xe đến dưới ký túc xá của nam sinh sau đó Bùi Đông Lai cùng Cổ Văn Cảnh dìu Trang Bích Phàm vào phòng. Reng, reng. Sau khi đem Trang Bích Phàm để lên giường, không đợi Bùi Đông Lai lấy hơi. Điện thoại trong người hắn đã rung lên. Bùi Đông Lai lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là Liễu Nguyệt, suy nghĩ một chút hắn liền đi lên sân thượng rồi nghe máy. Đông Lai, điện thoại của tỷ đã hết pin. Điện thoại được chuyển, Liễu Nguyệt liền mở miệng nói. Mới vừa rồi tỷ nhận được điện thoại của Triệu Chiết, hắn nói cậu cùng với con của Phương Khôn đã xảy ra xung đột, rốt cuộc đã có chuyện gì? Chi của một người bạn trong nhóm tham gia chương trình Trung Quốc Idol tên Phương Húc Vĩ kia muốn dùng quy tắc ngầm với chị ấy, vừa rồi tôi đụng phải. Bùi Đông Lai giải thích một cách đơn giản. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, sắc mặt của Liễu Nguyệt không khỏi hơi đổi. Cùng quen biết với Bùi Đông Lai lâu như vậy, Liễu Nguyệt rất hiểu tính cách của Bùi Đông Lai, ở nàng xem ra Bùi Đông Lai không ra tay tàn nhẫn với Phương Húc Vĩ không phải là do Bùi Đông Lai e ngại thế lực của Hồng Tinh mà chẳng qua hắn đã bán cho Tương Cương một cái nhân tình. Liễu tỷ hãy gọi điện cho Triệu Chiết bảo với hắn rằng không cần phải đụng chân đụng tay vào, chỉ cần để cuộc thi diễn ra một cách công bằng là tốt rồi. Ngoài ra, tỷ hãy phái thêm một ít người đi đến khách sạn Minh Châu bảo vệ cho nàng ta,
nàng ta tên là Trang Hiểu Vân. Được. Liễu Nguyệt đồng ý, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Đông Lai, Phương Khôn là nhân vật số 2 của Hồng Tinh Bang. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Khôn sẽ tìm Tương Cương. Liễu Nguyệt cũng không nói hết câu, nhưng mà ý vị rất rõ ràng, nếu như Tương Cương ra mặt giúp Phương Húc Vĩ thì nên xử lý như thế nào. Ở Liễu Nguyệt xem ra lấy quan hệ giữa Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan, thì có thể Tương Cương sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng mà, thế sự không có tuyệt đối, một khi Tương Cương ra mặt giúp Phương Húc Vĩ thì như vậy chuyện này cũng trở nên khó giải quyết. Đến lúc ấy hợp tác giữa Hồng Tinh Bang và Đông Nguyệt Bang có thể dừng lại, hơn nữa lại có thể hóa bạn thành địch. Nếu Tương Cương ra mặt giúp Phương Húc Vĩ thì tỷ cứ để hắn phóng ngựa đến đây. Bùi Đông Lai hời hợt nói. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, hắn không cần cùng Hồng Tinh hợp tác. Lúc trước hắn không ra tay với Phương Húc Vĩ là bởi vì Tương Cương có quan hệ tốt với Đông Phương Thần cùng Liễu Nguyệt, cộng thêm Tương Cương là cha ruột của Mộ Khuynh Nhan cho nên Bùi Đông Lai mới nể mặt Tương Cương. Mà lúc này, nếu Tương Cương còn muốn ra tay thì Bùi Đông Lai sẽ không lưu tình. Được. Liễu Nguyệt cười khổ gật đầu, nàng rất hiểu, lấy tính cách của Bùi Đông Lai, làm tới bước này đã khó rồi, sau này chỉ cần nhìn vào lựa chọn của Tương Cương mà thôi. Reng, reng. Liễu Nguyệt mới vừa cúp điện thoại thì điện thoại của nàng lại vang lên, lần này người gọi là Tương Cương. Thật là đến nhanh mà. Liễu Nguyệt thầm nghĩ, sau đó nghe máy. Tương tiên sinh. Tiểu Nguyệt, tôi mới vừa nghe Phương Khôn nói, con của hắn là Phương Húc Vĩ ở Đông Hải đã bị người của cô đánh gãy hai chân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù là hỏi Liễu Nguyệt nhưng mà giọng nói của Tương Cương có một chút bức người. Ở hắn xem ra, lấy quan hệ giữa hai bên khi Phương Húc Vĩ đến Đông Hải thì Liễu Nguyệt phải tận tình khoản đãi mới đúng. Là thế này. Phương Húc Vĩ muốn dùng quy tắc ngầm với một thí sinh tham gia cuộc thi Trung Quốc Idol nhưng mà thí sinh ấy lại là chỉ một người bạn của Đông Lai, lúc ấy Đông Lai cũng có mặt. Liễu Nguyệt giải thích, bởi vì cho đến này Quý Hồng là người ở ngoài, Bùi Đông Lai ở phía sau, cho nên Tương Cương cũng không biết Bùi Đông Lai là nắm quyền ở hỗ hàng. Nghe Liễu Nguyệt giải thích xong, Tương Cương liền nghĩ đến việc Bùi Đông Lai cứu Mộ Khuynh Nhan, cho nên hắn hơi trầm ngâm rồi nói. Chuyện này cũng là do con của Phương Khôn không làm tốt, bị dạy dỗ một trận cũng đáng, tôi sẽ nói lại với Phương Khôn để hắn dạy dỗ con mình lại. Sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên. Tốt! Liễu Nguyệt thở phào một cách nhẹ nhõm. Vô luận là bởi vì quan hệ cá nhân giữa Tương Cương và Đông Phương Thần tốt cũng được, hay là quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai bên cũng thế, Liễu Nguyệt cũng không muốn để cho Tương Cương trở thành địch nhân với Bùi Đông Lai. Có ngàn vạn con đường nhưng chỉ chọn một nơi. Liễu Nguyệt tin tưởng, nếu như Tương Cương làm ra quyết định sai lầm thì tới lúc đó hắn sẽ trở thành một khối đá kê chân trong hành trình của Bùi Đông Lai. 3 ngày sau, vòng chung kết của Trung Quốc Idol đã được diễn ra tại sân vận động Đông Hải. Ban đêm, lúc 9 giờ 30 phút, nương theo những ngọn đèn ở Đông Hải, trên đường phố, người người đều tập trung về phía sân vận động Đông Hải. Cả một sân vận động lớn như vậy. Dõi mắt nhìn lại thì đâu đâu cũng là đầu người. Lưu Đống, Lưu Đống. Trên sân khấu, sau khi MC bắt đầu tuyên bố vòng chung kết của Trung Quốc Idol được diễn ra, thì hắc mã của cuộc thi là Lưu Đống liền bước lên sân khấu biểu diễn ca khúc Hoa Hỏa, cả hiện trường liền xôn xao. Trải qua gần 2 giờ tranh tài thì hôm nay trận chung kết chỉ còn lại Lưu Đống và Trang Hiểu Vân. Trước lúc cuộc thi bắt đầu, Ngô Linh Linh đã bị loại. Mà một cô bé khác hát một bài hát bằng tiếng Anh, bởi vì giọng ca không được tốt cho nên cũng đã bị loại. Mà sở dĩ Lưu Đống thuận lợi tiến vào vòng trong, hơn nữa còn khiến cho cả sân khấu nổ tung là bởi vì hắn đã hát một ca khúc của những năm 80, ca khúc này đã làm cho mọi người xôn xao. Mà Trang Hiểu Vân cũng thế, giọng hát của nàng vẫn mang theo sự thương cảm, tiếng hát đã đả động vào lòng người, làm cho người nghe và ban giám khảo cũng phải xúc động. Lúc này trên sân khấu, ánh đèn chậm rãi được sáng lên. Một thân mặc áo t-shirt màu đen, giống như một cao bồi, Lưu Đống vẫn mang theo một chiếc đàn guitar cũng đứng trước microphone. Dưới ánh đèn, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Hắn là một trong những người có tố chất trở thành ca sĩ nhất, mà cũng bởi vì như thế cho nên trước hay sau cuộc thi tài thì hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đây là một việc không có kết thúc, bao gồm tất cả những điều hoang đường và điên cuồng. Cũng giống như một đứa bé.
Vẻ bi thương ở trong lòng đã ngủ say trong lòng đất. Tiếng đàn guitar vang lên, người xem ở sân khấu liền yên lặng trở lại. Lưu Đống vẫn một tay chơi đàn, vẫn hát như ngày thường. Hiện tại ta hơi say. Say đến nỗi con tim không thể tìm được một phương hướng nào. Cho nên ta bắt đầu thay đổi. Trở nên một đóa hoa nóng bỏng trên sa mạc. Ai? Lưu Đống hát đến câu cuối cùng, không kìm lòng được mà hai mắt nhắm lại, ngửa mặt lên trời, hắn kết thúc bài biểu diễn của mình. Ngao! Tiếng hoan hô liền vang lên khắp sân khấu, nội tâm tất cả khán giả liền kích động, một đám fan cuồng liền giống như là uống phải máu gà, quơ những thanh đèn huỳnh quang trong tay lên, không ngừng reo hò, hoan hô. Ước chừng khoảng 30 giây sau tiếng hoan hô mới dừng lại, đợi sau khi Lưu Đống lui về sau thì mọi người mới yên lặng lại. Thực lực của người này rất mạnh a. Đúng a, vòng tứ kết sao lại không phát hiện được hắn lại lợi hại như thế này. Ngô Vũ Trạch cùng Hạ Y Na nghe Lưu Đống biểu diễn xong thì liền cảm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì, có thể nói biểu hiện của Lưu Đống là vô cùng hoàn mỹ. Phong cách của hắn có chút giống Thiên Diêu, giọng hát lại khá giống với Vương Phong, rất thích hợp để biểu diễn ở những sân khấu lớn. Ngay cả một người lý tính như Cổ Văn Cảnh cũng bình luận một câu thỏa đáng. Đúng là có cảm giác như vậy a. Tăng Khả Tâm có tâm tình đơn thuần nhất liền bừng tỉnh, không nhịn được mà lo lắng ngó qua nhìn Trang Bích Phàm một chút. Có lẽ là bởi vì quá khẩn trương cho nên Trang Bích Phàm cũng không giống như lúc trước, không lộ ra bộ dạng đùa giỡn mà là lặng lẽ, không nhúc nhích ngó vào trong sân khấu, đang đợi Trang Hiểu Vân ra sân. Bùi Đông Lai cũng không có phát biểu quan điểm. Đông Lai, chú cho ai là người đoạt chức vô địch? Mắt thấy Trang Bích Phàm cùng Bùi Đông Lai cùng trầm mặc thì Ngô Vũ Trạch hướng Bùi Đông Lai mở miệng hỏi, mặt ngoài là hỏi nhưng mà trong lòng hắn đang tự hỏi, liệu chú có âm thầm động tay động chân giúp Trang Hiểu Vân không? Hiện giờ nếu nói ra thì hơi sớm, cứ để Trang Hiểu Vân biểu diễn rồi nói sau. Bùi Đông Lai cười khổ nói. Nghe Bùi Đông Lai nói thế, Ngô Vũ Trạch cùng Hạ Y Na đều hiểu Bùi Đông Lai không động tay động chân vào cuộc thi lần này mà để nó diễn ra một cách công bằng. Trên thực tế đúng là như thế. Bùi Đông Lai chỉ dặn dò Triệu Chiết rằng nhất định phải để cuộc thi diễn ra một cách công bằng. Điều này đơn giản là hắn đã từng nghe qua giọng hát của Trang Hiểu Vân cho nên đối với Trang Hiểu Vân mà nói, vô địch là điều quan trọng nhưng khát vọng thông qua cố gắng, để bản thân mình đạt giải quán quân mới là quan trọng nhất. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể chứng minh chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho phần đau khôn trong lòng của nàng vơi bớt đi. Mặc dù Triệu Chiết không biết trong hồ lô Bùi Đông Lai bán thuốc gì cho nên hắn cũng không dám vi phạm, ngược lại dường như là muốn lấy lòng Bùi Đông Lai cho nên hắn muốn mời Bùi Đông Lai và bạn bè của hắn đến hàng ghế VIP để xem cuộc thi đấu. Bùi Đông Lai từ chối ý tốt của Triệu Chiết, mà là vẫn giống như lần trước, vẫn ngồi ở chỗ Trang Hiểu Vân sắp xếp. Bởi vì hắn không muốn để Trang Hiểu Vân biết hắn có quyền lực trong cuộc thi đấu này. Bởi như vậy cho dù Trang Hiểu Vân có đoạt được chức quán quân đi chăng nữa thì nàng cũng khó tránh khỏi việc nghi ngờ hắn có âm thầm động tay động chân vào kết quả hay không. Sau đây xin mời Trang Hiểu Vân lên biểu diễn. Mắt thấy Lưu Đống xuống sân khấu, MC liền lên tiếng, sau đó hắn cũng chậm rãi đi xuống sân khấu. Ngao! Hiểu Vân! Hiểu Vân! Một lần nữa sân khấu lại tối đen như mực, những tiếng hoan hô ủng hộ Trang Hiểu Vân liền vang ên. Vài giây sau đó, ánh đèn sân khấu từ từ sáng lên, một bóng hình chậm rãi đi ra. Cô bé kia, không có giống lúc trước, không để mái tóc xõa ngang vai mà lúc này nàng ta thắt một mái tóc đuôi ngựa. Cô bé kia, không giống lần thi lúc trước, không mặc váy để có thể khoe ra những đường cong của cơ thể mà là mặc một chiếu áo màu lam bình thường. Cô bé kia cũng không có cưỡi giày ra đi cân đất mà là mang theo một đôi giày vải bình thường. Áo lam bình thường, tóc thắt kiểu đuôi ngựa. Ngoài dữ liệu của mọi người, tay nàng cầm microphone đứng tại vòng tròn giữa sân khấu, rồi sau đó từ từ được di chuyển lên. Trong nháy mắt tiếng reo hò liền biến mất, khán giả cùng ban giám khảo liền mở mắt to ra nhìn vào khung cảnh trên sân khấu. Lúc này, dưới cái nhìn nghi hoặc của mọi người, tiếng nhạc lại được vang lên. Tình cờ, tôi đến từ nơi giống như bụi đất. Có ai nhìn thấy vẻ yếu ớt của tôi? Chấm. Lúc này... Trang Hiểu Vân bắt đầu biểu diễn ca khúc của mình. Giọng hát thương cảm của Trang Hiểu Vân vang lên, giọng hát của nàng cũng không có giống như Lưu Đống lúc trước, giọng hát của nàng khiến cho người nghe không cầm lòng được mà theo bản năng quơ quơ những ngọn đèn huỳnh quang trên tay lên.
mặc dù trên con đường rộng này lại khó đi. Cuộc sống trong nhân gian còn bao nhiêu điều cực khổ. Tôi còn bao nhiêu lệ nữa. Cảm ơn cậu. Cậu đã đến khiến tôi có dũng khí hơn. Chấm. Cô bé thắt tóc kiểu đuôi ngựa, mặc chiếc áo lam bình thường, đi giày vải kia đang nhớ lại từng ly từng tí những năm tháng trôi qua, dùng giọng hát của nàng, dùng những kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc đời để kể lại cuộc đời đầy bi thương của nàng. Đến lúc cuối cùng, hai giọt nước mắt trong suốt trên khuôn mặt nàng cứ từ từ chảy xuống, chảy vào trong miệng nàng. Có chút khổ, có chút mặn, còn có một chút ngọt. Ấm lạnh chỉ có một mình nàng biết. Bành bạch, bành bạch. Trên khán đài, khán giả không có cao giọng hoan hô như lúc Lưu Đống hát xong mà lúc này tất cả mọi người không kìm lòng được mà phải vỗ tay. Bên tai vang lên tiếng vỗ tay vang dội của mọi người, Trang Hiểu Vân không có cảm tạ, mà đi về bốn hướng sau đó lần lượt cúi chào người xem. Cúi người chào 90 độ. Tiếng vỗ tay lại mạnh hơn, lan truyền khắp các khán đài. Không biết qua bao lâu, lúc tiếng vỗ tay dần dần kết thúc. Lưu Đông từ một chỗ phía sau sân khấu bước ra, cũng giống như Trang Hiểu Vân, hắn cũng đi lên vòng tròn giữa sân khấu. Cảm ơn phần trình diễn của Lưu Đống và Trang Hiểu Vân. Mắt thấy hai người Trang Hiểu Vân và Lưu Đống đứng tại vòng tròn giữa sân khấu, MC liền chậm rãi đi lên, đứng ở giữa hai người rồi nói. Cá nhân tôi cho rằng, đến lúc này đối với Lưu Đống và Trang Hiểu Vân mà nói thì những lời đánh giá của ban giám khảo đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì, tối hôm nay, hai người bọn họ đã biểu có thể nói là hoàn mỹ. Mọi người nói có phải hay không? Phải. Khán giả cùng reo hò. Giọng nói không đủ lớn. Theo thói quen, MC liền kích động mọi người. Phải. Khán giả rất phối hợp, liền reo to lên, thanh âm rung trời động đất, dường như muốn đem tất cả mây đen trên bầu trời đánh cho sơ xác. Tốt, tiếp theo, xin mọi người hãy cầm lá phiếu cho tay của mọi người. Chọn lựa thật kỹ càng rồi hãy bỏ. MC liền nghiêm mặt nói. Nếu mọi người cảm thấy Lưu Đống xứng đáng đoạt chức quan quân thì hãy bầu cho Lưu Đống. Nếu mọi người cảm thấy Trang Hiểu Vân biểu hiện xuất sắc hơn thì như vậy mời mọi người hãy bỏ cho Trang Hiểu Vân. Nghe được MC nói như thế, tất cả mọi người đều cầm chặt lá phiếu trong tay của mình. Tốt lắm, nói như vậy tất cả mọi người đã chọn ra người đoạt giải quán quân của buổi tối hôm nay. 30 giây sau. Thấy mọi người đã bỏ hết phiếu trong tay thì MC lại nói. Sau đây, xin mời 99 người đại diện cho truyền thông đi ra sân khấu, bọn họ sẽ chọn thí sinh mà mình cho rằng người ấy xứng đáng đoạt chức quán quân. Cuối cùng nếu người nào giành được nhiều phiếu nhất của giới truyền thông cùng với số phiếu của các bạn thì người đó sẽ trở thành quán quân trong cuộc thi Trung Quốc Idol lần này. Két! Người MC vừa nói xong, theo một tiếng vang nhỏ, áp phích phía sân khấu liền được mở ra. 99 người đại diện cho những tờ báo lớn nhất trong nước liền đi ra, phân chia đi về phía Trang Hiểu Vân và Lưu Đống. Trong phút chốc, cả sân vận động liền trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về sân khấu. Trên sân khấu, Lưu Đống vẫn đứng bất động như cũ nhưng mà khóe mắt của hắn lại hơi giật lên, chứng tỏ giờ phút này hắn đang khẩn trương đến cỡ nào. So ra mà nói, Trang Hiểu Vân lại giống như một đứa bé đứng yên lặng, lẳng lặng đợi chờ kết quả cuối cùng. Một người, 2,3. Lúc này toàn bộ 99 người đã phân chia đứng ra hai bên. 52 so với 47. Trang Hiểu Vân đã giành được thắng lợi trong lần bỏ phiếu này. Bất quá, số phiếu của khán giả vẫn chưa được công bố. Hiện tại, 99 người đại diện cho truyền thông đã lựa chọn xong, lúc này Trang Hiểu Vân tạm thời vượt lên dẫn đầu. Giọng nói của MC lại vang lên. Sau đây. Xin mời các bạn cùng hướng lên màn hình lớn trên sân khấu để xem những lá phiếu mà chính tay các bạn đã lựa chọn. Bá! Dường như cùng một lúc, toàn bộ người xem đều đem ánh mắt nhìn lên màn hình lớn. Mà Lưu Đống cũng không ngoại lệ, hắn tỏ ra vô cùng khẩn trương nhìn lên trên màn hình. Mà Trang Hiểu Vân lại ngẩng đầu lên nhìn trời, dường như nàng đang kiếm một ánh sao nào đó trên bầu trời. 67. Đây là số phiếu dành cho Trang Hiểu Vân. Ngao! Thấy số phiếu của Trang Hiểu Vân hiện ra trên màn hình thì những fan ủng hộ cho Trang Hiểu Vân liền đứng lên, vung cánh tay hô to. Lần này, bọn họ dùng phương thức này để phát tiết niềm vui sướng trong lòng. Chúc mừng Trang Hiểu Vân, cô ấy đã giành được chức quán quân trong cuộc thi lần này. Thấy kết quả được công bố, MC liền mở miệng chúc mừng Trang Hiểu Vân.
Bên tai vang lên lời tuyên bố kết quả của MC, Trang Hiểu Vân khẽ nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi, đi xuống sân khấu cùng ôm Lưu Đống một cái. Hiểu Vân, nói vậy tất cả mọi người đều muốn biết tại sao hôm nay cô lại mặc trang phục như vậy, cô có thể đem đáp án nói cho mọi người biết được không? Đợi sau khi Trang Hiểu Vân ôm xong Lưu Đống thì người MC lại mở miệng. Đây là trang phục lần đầu tiên tôi đi biểu diễn ở trên đường, tôi cảm thấy đây là một kỷ niệm rất có ý nghĩa. Trong đầu Trang Hiểu Vân dần dần nhớ lại hình ảnh bản thân mình mặc bộ quần áo này đứng ở ngã tư đường hát rong. Bành bạch. Nghe được câu trả lời của Trang Hiểu Vân trả lời, khán giả lại một lần nữa vỗ tay. Hiểu Vân, trong lúc quan trọng này, cô có muốn nói lời nào với quý vị khán giả ở nơi đây cùng với khán giả ngồi trước màn hình TV không? Đợi sau khi tiếng vỗ tay vang hết, MC lại một lần nữa hỏi. Chưa trả lời. Không có một tiếng nào vang lên trong microphone. Trên sân khấu, cô bé thắt tóc kiểu đuôi ngựa, mặc chiếc áo màu lam, chân đi giày vải một lần nữa cúi người chào. Cảm ơn từ trong trái tim. Cảm ơn, ở trong lòng. Quán bar ở Đông Hải nhiều vô số kể, trong đó cấp bậc không đồng nhất, có nơi xa hoa cũng có nơi bình dân. Quán bar Hoàng Hậu nằm giữa chốn phồn hoa của Đông Hải, giao thông thuận lợi. Cảnh sắc trong quán bar được trang hoàng một cách tráng lệ, ngoài ra DJ còn là DJ mời ở trong và nước ngoài đến biểu diễn. Ba ngày trước, vốn là Hạ Ina đề nghị mọi người đến quán bar này để chơi một phen, nhưng mà lúc ấy Trang Bích Phàm đồng học của chúng ta có tửu lượng thật quá kém cho nên mọi người mới đành bỏ qua. Tối nay, để ăn mừng Trang Hiểu Vân đạt được chức quán quân của cuộc thi Trung Quốc Idol cho nên sau khi cuộc thi kết thúc, Hạ Ina liền trực tiếp đề nghị đến quán bar. 10 giờ 30 phút. Đoàn người Bùi Đông Lai đã đến quán Ba Hoàng Hậu. Lúc đoàn người Bùi Đông Lai vừa đến thì bãi đậu xe trong quán Ba cũng đã đầy chỗ, phần lớn là những chiếc xe có giá hơn 100 vạn. Bởi vì quán Ba Hoàng Hậu là tập đoàn con của Thiên Tường cho nên trước khi đến Bùi Đông Lai đã gọi điện tới thông báo trước một tiếng. Bây giờ Trang Hiểu Vân đã là quán quân của cuộc thi Trung Quốc Idol cho nên nàng cũng coi là một có danh tiếng. Vì không muốn bại lộ thân phận cho nên Hạ Ina đã dành sẵn đồ để cho Trang Hiểu Vân thay. Lúc này trên đầu của Trang Hiểu Vân có đội một chiếc mũ lưỡi chai, hơn nữa lại mang theo một đôi kính đen, cơ hồ là che cả nửa mặt, căn bản không có cách nào làm cho người khác nhận ra nàng. Mặc dù như thế nhưng lúc đoàn người Bùi Đông Lai đi vào quán bar thì lại trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý. Thứ nhất thân là hoa khôi của Đại học Đông Hải nên Hạ Ina thật sự quá mức nổi tiếng. Hơn nữa mặc dù Trang Hiểu Vân đã che đi khuôn mặt nhưng mà vóc người của nàng vô cùng bốc lửa, bất kỳ đi đến nơi nào cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Thứ hai, khi đoàn người Bùi Đông Lai tiến vào quán bar thì người quản lý của quán bar lại đích thân lên nghênh đón, hơn nữa còn tự mình dẫn đường, đưa nhóm người Bùi Đông Lai đến một hàng ghế lô tốt nhất, sau đó lão bản của quán bar còn đi ra chào hỏi với đám người Bùi Đông Lai. Thân là một quán bar có tiếng của Đông Hải cho nên lão bản của quán bar cũng là một người rất nghiêu, hôm nay hắn lại tự mình đi đến chào hỏi Bùi Đông Lai, điều này có thể khiến cho đám khách nhân trong quán bar không kinh ngạc sao? Rốt cuộc bọn họ là ai? Mắt thấy đoàn người Bùi Đông Lai ngồi xuống, phần lớn khách nhân đều hiện ra một suy nghĩ. Đợi cho lão bản của quán bar tự mình đưa lên một thùng rượu thì Bùi Đông Lai mới đề nghị chúc mừng Trang Hiểu Vân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.